triều đình đâu, chẳng lẽ không thể bắt trước, ngăn chặn lưu dân tới gia nhập phản quân sao? Công tôn bố cười khổ lắc đầu, gần như triều đình đã dốc toàn lực để ứng đối với hai nước Hàn Tống, còn chờ ba nước phía Tây viện trợ, trinh lương khắp nơi cũng không kịp, đâu còn bỏ ra được nhiều lương thực như vậy để giúp đỡ nạn dân chứ. Nếu thực ngắt ra từ khẩu phần lương thực của đại quân, sợ là không chiến tự bại. Ai, như hữu đạo khẽ thở dài, chiến sự nổ ra, không biết bao nhiêu bách tính phải tan cửa nát nhà. Tiếp trước hắn chưa từng trải qua thời đại này, bây giờ thân trong chiến loạn mới cảm nhận được câu cửa son rượu thịt thối, ngoài đường người chết đói, thực sự không phải nói xuông. Công tôn bố hơi trầm mặc, lại hỏi đạo gia, nghe nói có một vị khách thần bí đến khách viện. Ngưu hữu đạo cười nhạt, nào có vị khách nào thần bí, là vân cơ sơn chủ độ vân sơn thôi. Công tôn bố kinh ngạc, bà ta tới đây làm gì? Ngưu hữu đạo vung ngón tay chỉ lên trời, người xem, đại yên đại loạn. Người cảm thấy Nam Châu ta có thể an phận trong một góc may mắn mà thoát khỏi sao? Ta không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đi tới Độ Vân Sơn mượn binh. Bày yêu Độ Vân Sơn đang trên đường tới. Công tôn bố cười nói, vẫn là đạo gia có mặt mũi lớn, có thể khiến cho Độ Vân Sơn chịu mạo hiểm cuốn vào như vậy. Nghiêu hiểu đạo thở dài, không phải vì mặt mũi của ta, tốn không ít tiền đấy. Mời người làm việc có thể không tốn tiền sao? Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn là vấn đề tiền nong đương gia Độ Vân Sơn Vân Hoan là huynh đệ kết bái của ta, coi như y cũng nể mặt ta phần nào. Lại nói, ta sẽ không để cho bọn họ bị cuốn vào chém giết thực sự, chỉ là góp sức phòng ngự cho Nam Châu thôi. Không chỉ Độ Vân Sơn, còn vị tỷ tỷ kết bái kia của ta, quỷ mẫu của hãm âm Sơn nữa, ta cũng đã đưa tin, hy vọng bà ấy có thể xuất lĩnh bảy quỷ tu ở hãm âm Sơn đến đây tương trợ. Công tôn bố im lặng, khóe miệng hơi run run, đâu ra lại thêm một vị huynh đệ kết nghĩa nữa rốt cuộc vị này có bao nhiêu huynh đệ kết bái. Trong anh vũ đường, phủ thứ sử Nam Châu, ầm, thương triều tông đập tin tình báo mới nhận được lên bàn. Y thở phì phì đi tới đi lui, 10 vạn đại quân, đối mặt với một đám người ô hợp, thế mà mới đánh một trận đã thất bại. Trận này đánh thế nào đây? Lam Nhược Đình thở dài, tuy chỉ là đám ô hợp lưu khấu hợp thành, nhưng cũng đếm đủ 50 vạn, Ngô Công Lĩnh cũng là lão tướng từng trải qua chinh chiến. Mông Sơn Minh thông thả nói, Ngô Công Lĩnh chỉ huy thỏa đáng là một chuyện. Mặt khác, thứ sử bàng châu khang mậu kim cũng chỉ là đối phó, cố ý bảo tồn thực lực, trước khi viện quân đến, trông mong y đổ máu tới cùng với ngô công lĩnh. Ha ha, thương triều tông nhìn tấm địa đồ nước yến rộng lớn treo trên vách tường, giơ tay, bi phẫn nói, còn nói là bảo tồn thực lực, thương thị đại yến ta sẽ mất nước. Ngô công lĩnh, đừng có rơi vào tay bản vương, nếu không, chắc chắn bản vương sẽ băm người thiên đao vạn quả. Đột nhiên y quay người, bản vương muốn chủ động xin đi, xuất lĩnh nhân mã Nam Châu xuất trinh Bình Định, ý hai vị thế nào? chương 917, Khẩu Triền Quần Thần 1 Mông Sơn Minh Sụ mặt không lên tiếng, Lam Nhược Đình khổ sở nói, Vương gia, đạo gia sẽ không đồng ý, Đại Thiện Sơn sẽ không đồng ý. Với việc này, Đại Thiện Sơn kiên định đứng về bên đạo gia. Đạo gia không hé miệng, Đại quân Nam Châu sẽ không thể ra được Nam Châu. Đạo gia nói, vẫn chưa đến lúc chúng ta ra tay, án binh bất động, tích lương, nghỉ ngơi dưỡng sức đạo gia đã hạ chỉ thị rõ ràng, ba phái lớn cũng chỉ có thể nghe một nửa, ba nước phía tây vận chuyển lương thực, binh khí, chiến mã qua đường tắt Nam Châu cũng phải nghĩ cách giữ lại, để lại Nam Châu để tích xúc, dự trữ phòng ngừa vạn nhất. Trời à, thương chiều tông giang rộng hai tay, bi phẫn vô cùng nói, sao lại như thế? Chúng ta có khác gì những kẻ không để ý đến tồn vong của Đại Yến, chỉ biết bảo tồn thực lực. Không, chúng ta còn không bằng bọn họ, bọn họ chỉ bảo tồn thực lực, còn chúng ta không chỉ bảo tồn thực lực, mà còn cắt xén tiếp tế của triều đình trong quốc nạn mông sơn minh yếu ớt thở dài vương gia suy nghĩ của đạo gia chưa chắc đã sai những người kia đều chỉ muốn bảo tồn thực lực có chắp tay đưa toàn bộ tiếp tế cho bọn họ cũng lãng phí vương gia đạo gia không phải kẻ bắn tên không đích hắn nói như vậy khẳng định có nguyên nhân thương triều tông nổi giận chỉ ra ngoài cửa cả ngày hắn du sơn ngoạn thủ trong mao lư sơn trang có thể có nguyên nhân gì nói cho cùng còn không phải là bảo tồn thực lực không quan tâm đến sinh tử tồn vong của đại yến. Hai mắt mông sơn minh lóe lên, đột nhiên sẵn giọng quát, vương ra, cẩn thận ngôn từ. Lam Nhược Đình hơi kinh hoàng chạy đến cửa, cẩn thận nhìn quanh bên ngoài. Ông ta lo lắng thương triều tông lớn tiếng như thế sẽ bị người ta nghe được. Nếu lời này truyền tới tai nghiêu hữu đạo, ông ta không dám tưởng tượng hậu quả. Vị đạo gia kia, bình thường nhìn như ôn hòa, thực chất, bên trong không phải loại lương thiện. Tại Nam Châu, nếu nói có ai có thể đổi luôn vào chỗ thương triều tông mà không gây ra ảnh hưởng gì duy chỉ có một nghiêu hữu đạo nhân mã nam châu và thế lực tu hành uy vọng của một mình nghiêu hữu đạo có thể san bằng hết thương triều tông cũng giật mình dần dần cúi đầu trầm trầm nói đưa tin tới mao lư sơn trang ta muốn gặp đạo gia y lệnh tin tức lập tức truyền đi nhưng tin mao lư sơn trang truyền về chỉ có mấy chữ không gặp trên dưới nam châu án binh bất động tích lương nghỉ ngơi dưỡng sức kẻ vọng động chết xem xong nội dung ngắn ngủi trên trang giấy, căn bản không có cửa thương lược, thương chiều tông chán nản ngã ngồi trên ghế, cả người hoàn toàn suội lơ. Cùng lúc đó, lại có tin tức truyền tới chỗ Ngưu Hữu Đạo. Khi nhận được tin, Ngưu Hữu Đạo đang ngồi ở ven hồ cầm gậy chúc câu cá. Bằng vào tu vi của hắn, đưa tay vào trong hồ là có thể vớt được cá, không cần phải chậm rãi câu. Câu cá không phải mục đích mà là tiêu khiển, cũng là phương thức để sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Viên cương đi tới, đặt một tờ giấy vào tay Ngưu Hữu Đạo, bản thân mình xếp bằng ngồi bên cạnh, chậm rãi nắm chặt đám cỏ. Ngưu Hữu Đạo mở giấy, xem qua nội dung trong thư, có vẻ tự nhủ lẩm bẩm, Du Sơn ngoạn thủy. Bảo tồn thực lực, không quan tâm đến tồn vong của đại yến, nội dung hắn vừa đọc được chính là những lời kiêu ngạo mà Thương Triều Tông vừa nói về mình, gần như không sót một chữ nào. Thế cục bước từng bước cho đến hôm nay, thực sự y cho rằng hắn có thể trốn ở nơi sơn giã bỏ mặc chuyện bên phủ thành sao không thể hoàn toàn không để ý chứ hắn có thể không quấy nhiễu thương triều tông bên kia nhưng không thể để thế cục nam châu mất khống chế không thể thiếu vài thủ đoạn giám thị giống như bách lý yết với công tôn bố bằng vào sức ảnh hưởng của nghiêu hữu đạo tại nam châu bây giờ muốn cài người ở lại bên cạnh thương triều tông rất dễ vì sao hắn lại gửi cho thương triều tông cái tin không nể mặt mũi y như vậy vì hắn đã biết thương triều tông không nhịn được nữa rồi cũng biết y gặp mặt sẽ nói gì ý hắn đã quyết không thể xuất binh thức là không thể xuất binh có chuyện gì đáng nói hắn nói hết lời ngoan độc như vậy là vì muốn dội một chậu nước lạnh cho thương triều tông tỉnh ra đừng có nóng đầu đọc hết nghiêu hữu đạo nhếch miệng mỉm cười quay sang viên cương thấy sắc mặt hắn ta rất nặng nề ném thư lại trên đùi viên cương nhìn sang mặt hồ nghiêu hữu đạo tiếp tục câu cá của mình ngoài miệng nói hiện giờ còn cảm thấy ta làm như vậy là không đúng sao viên cương chậm rãi cuốn giấy lại ngài muốn nói là biết người biết mặt không biết lòng sao muốn nói ta đã nhìn sai người sao thực ra cũng không nghiêm trọng như vậy y chỉ cầu nhau phát tiết thôi ta cũng không cảm thấy quá quan trọng không ai muốn làm con rối bị người ta điều khiển ai cũng có cảm xúc phát tiết một chút cũng rất bình thường dù y có nói gì với ta mà nói đều không quan trọng ta chỉ cần kết quả quá trình một chút tạp âm cũng không thay đổi được gì hết ta quan tâm tới suy nghĩ của ngươi hầu tử ta chỉ muốn ngươi hiểu y không giống như hai chúng ta y là người muốn xưng vương xưng bá, một người muốn chăm sóc cả thiên hạ, đến cuối cùng, mặc kệ y là người thế nào, cuối cùng cũng sẽ thay đổi. Người không nên quá kỳ vọng, ta có thể hiểu cảm giác của y, ta cũng sẽ không ngồi nhìn quốc gia của mình bị ngoại địch xâm lược cắn nuốt hết, nhất định ta sẽ phản kháng, và sẽ hành động quyết liệt hơn y. Người khác không biết, hẳn ngươi cũng biết thư cao kiến thành gửi cho ta. Không cần thương triều tông y chủ động xin đi, một khi chiến sự bất lợi, triều đình sẽ để cho nhân mã Nam Châu xuất binh. Nếu chiến sự bất lợi, triều đình có thể thuận lợi tiêu diệt phản quân, chúng ta cứ ngồi yên là được, sớm muộn gì cũng sẽ thấy rõ. Có gì mà phải gấp, chuẩn bị thêm một chút, nắm được quyền lựa chọn tiến hay lùi không phải tốt hơn sao? Có nên thông báo cho vương gia một chút về tin tình báo Cao Kiến Thành gửi tới không? Vương gia ở trong đó, cái gì cũng không biết, dễ gây hiểm lầm. Hiểu lầm cũng đành chịu, tuyệt đối không thể để cho người khác biết chuyện Cao Kiến Thành, cũng chỉ có một số ít người biết. Một khi bị tiết lộ ra, trước có Cao Thiếu Minh bị bắt, sau lại để lộ bí mật, người trong triều không ngốc, sẽ bất lợi với Cao Kiến Thành. Một Cao Kiến Thành đủ chống đỡ trăm vạn hùng binh, cho nên, tuyệt đối không thể sơ suất. Vương gia hiểu lầm thì cứ để cho y hiểu lầm, coi như phối hợp đóng kịch. Viên cương không nói gì, như hữu đạo thu cần câu lại, cầm lưới câu, phát hiện không còn mồi nữa, lại móc mồi vào, thả xuống nước, bình thản câu. Thương triều tông, tạm thời ta không muốn gặp y nhưng mông sơn minh vẫn có thể nhìn ra được một chút ta không biết đánh trận ta muốn nghe thử ý kiến của y về chiến sự để quyết đoán bảo hồng nương tự đi một chuyến đón mông sơn minh tới đây viên cương khẽ gật đầu đứng dậy mới nói bên thuận phong đường ta đã lấy chút đoan nghê dặn người đi theo không biết có ích không nghiêu hữu đạo nghiêng đầu hỏi tình hình thế nào rồi có không ít kim xí lui tới thuận phong đường bất quá có một con kim xí nhìn thì hướng đi không có quy luật nhưng thực ra có dấu quy luật ẩn kéo dài thời gian có thể thấy được, mặc kệ là thời gian thả ra thay đổi thế nào, nhưng trong vòng 3 ngày sẽ phát ra một chuyến. Nưu Hữu đạo nghiêm túc nói, cẩn thận chú ý một chút. Yên tâm, bố trí xong rồi. Hoàng cung nước Yến, ba trưởng môn ba phái lớn Long Hưu, Cung Lâm Sách, Mạnh tuyên cùng tề tựu trên một tòa lầu các phẩm trà. Đệ tử Linh Kiếm Sơn lên lầu, đưa lên một phong thư mật, Mạnh viên xem xong, nói với hai người khác, đội tàu đưa lương ở nước vệ truyền tin đến lại bị tập kích, lại hao tổn mấy trăm tu sĩ năm chiếc thuyền lương bị đánh chìm xuống biển. Long hữu lạnh nhạt nói, đúng là vượt ngoài ý muốn của chúng ta. Đánh trận này, tu sĩ ba nước tấn vệ tề tổn thất không ít, ngược lại, nhân thủ ba phái chúng ta phái tới gia nhập vào đại quân rằng có cũng không có tổn thất gì. chương 918, Khẩu chiến quần thần 2 Cung lâm sách, thực đúng là khá bất ngờ. Giờ chính là lúc thực lực của các môn phái kia suy yếu, nếu vẫn tiếp tục như vậy, ta lại mong rằng chiến sự đừng kết thúc quá sớm. Ba người nhìn nhau, sắc mặt khác nhau đều im lặng uống trà trong một ngôi đại điện tại hoàng cung nước triệu có tiếng người gióng giạc vang lên một lão tướng quân mặc giáp vàng đang tranh luận kịch liệt với quần thần đại thần phàn tú chắp tay thưa với hải vô cực đang ngồi trên ngai bệ hạ xuất binh đi nhất định phải nhanh chóng tạo áp lực với nước hàn bức bách nước hàn triệt binh một khi nước yến tan rã nước hàn nước tống ăn được khối thịt béo này sẽ có cơ sở để phát triển ổn định nước triệu ta bị kẹp ở giữa sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Âm, um, lão tướng giáp vàng đứng dậy chỉ vào mặt phàn tú giận dữ mắng mỏ, phàn tú lão tặc, người nhận được bao nhiêu lợi ích từ nước yến mà lại ra mặt cho bọn chúng như thế. Người muốn trôn vùi cơ hội tốt để nước triệu quật khởi đấy à, đáng chết. Phải chém, phàn tú đỏ mặt đứng dậy, bàng đằng ăn nói bừa bãi, bôi xấu đại thần trước mặt mọi người. Xin bệ hạ chỉ tội, hải vô cực lập tức phất tay ra hiệu cho lão ngồi xuống, lại nhấn nhấn tay với lão tướng giáp vàng bàng lão tướng quân nói chuyện không thể nói bừa lão tướng mặc giáp vàng hừ lạnh một tiếng với phản tú rồi ngồi xuống người này là đại đô đốc nước triệu có đại quyền thống lĩnh binh mã nước triệu chức vị tương đương với đại tư mã nước yến cả nhà trung liệt hai đời cha con đã có ba người là đại đô đốc nước triệu có thể thấy được nước triệu hậu đãi bàng gia chừng nào có điều dường như bàng gia không may mắn lắm khi cha ông ta nhậm chức đại đô đốc đánh một trận với nước tề đã chết trong tay Hồ diên vô hận thượng tướng quân nước tề bây giờ. Thi thể cũng không tìm về được, anh của ông ta nhậm chức đại đô đốc, đánh một trận với nước Yến, lại bị ninh vương thương kiến bá đẩy vào tuyệt cảnh. Trong tuyệt cảnh vẫn không muốn bó tay chịu trói, đã rút kiếm tự vẫn, là nhờ thái hậu hiện tại, thương ấu lan ra mặt đòi lại từ trong tay nước Yến. Lần này bằng đằng đến, biết thế nào cũng sẽ phải tranh cãi một trận, bèn cố ý mặc chiến giáp. Hải vô cực gọi ông ta đến, gần đây trong chiều tranh cãi ẩm ý, ông ta không chịu nổi, đành phải gọi bàng đằng tới cãi. Trong bảy nước, có hai vị đại đô đốc thống lĩnh đại quyền binh mã. Kim giáp nước triệu bàng đằng, ngân giáp nước tống, la chiếu. Bàng đằng đã qua tuổi lục tuần, tuổi tác đã già, trước xế chiều muốn báo đại ân của nước triệu với bàng gia. La chiếu 14 tuổi tòng quân, 18 tuổi xuất bộ giao chiến một trận với anh Dương Vũ Liệt nước Yến, toàn thân thoát ra, có thể dương danh thiên hạ, được hoàng đế nước tống thu làm nghĩa tử, ban cho chiến bảo ngân giáp, 23 tuổi thăng chức làm đại đô đốc nước Tống, bây giờ mới 33 tuổi, văn võ song toàn, lại thêm tướng Mạo Tuấn Tú, thê tử là tuyệt đại giai nhân, là người hăng hái, phong lưu nhất mực. Anh hùng thiên hạ, ngoài ta còn ai? Có đại thần đứng bên Phản Tú lên tiếng, đại đô đốc, Phản Đại Nhân cũng là tấm lòng vì dân vì nước, một khi hai nước Hàn Tống phát triển an toàn, nước triệu ta sẽ lâm nguy. Bàng đang liếc mắt lạnh lùng nhìn lão, phát triển an toàn. Thế cục hiện giờ, các nước đều bị cuốn vào. Hàn Tống muốn ngồi đó mà hưởng thực sự không dễ dàng, chưa vị quá lo lắng rồi. Hiện nay, nước triệu ta chỉ cần ngồi đợi lương thảo chiến mã đưa tới cửa, bỗng dung có chuyện tốt như vậy, há có thể bỏ qua. Quân Nhu đưa tới cửa xem như để thích chữ, ngồi đợi ba nước Hàn, Tống, Yến Tiêu hao dần, chờ ba nước suy yếu, nước triệu ta sẽ thừa thế quét ngang, đoạt ba nước như lấy đổ trong túi, cơ hội tốt đẹp như vậy, há có thể bỏ lỡ. Vị đại thần kia hỏi, chẳng lẽ tề vệ lại ngồi nhìn, Nhớ họ lợi dụng chúng ta suốt binh đánh lén sau lưng thì phải làm sao? Nước Tấn nhìn chằm chằm, tề vệ tất không dám dốc toàn lực, nhiều nhất chỉ dám đưa ra một đội liên quân nhỏ để tạo áp lực, ta có thể phái một đạo nhân mã dây dưa quấy rối trì trệ, tận lực ngăn chặn, đại sự có thể thành." Phan Tú trầm giọng nói, "Đại đô đốc, mọi chuyện sao có thể hoàn hảo như ngài nghĩ được? Nếu xảy ra biến cố thì phải làm thế nào?" Bệ hạ, lão thần vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, thế cục trước mắt không thể tùy tiện thay đổi." nếu không sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục một đám gỗ mục hồ môn loạn ngữ không hiểu quân sự khó mà nói cho thông suốt được bàng đẳng lại đứng dậy chắp tay thưa với hải vô cực bệ hạ không cần để ý đến bọn tanh hôi này trước mắt thế nào cũng không thể xuất binh chỉ có thể ngồi nhìn dù là tạo áp lực với nước hàn hay cuối cùng xuất binh quét ngang thiên hạ chúng ta đều có được quyền chủ động dù đánh không thành ngồi nhìn ba nước tiêu hao đến la trời cũng là một chuyện tốt với nước triệu ta hải vô cực ừ một tiếng nói với chúng thần kế này của bàng lão tướng rất hay. Trong hoàng cung nước tấn, các chậu than sưởi ấm được xếp san sát nhau, những người đang ở đây đều là đại thần hạch tâm, cấp bậc không đủ khó có thể tiếp xúc với những chuyện cơ mật cao cấp. Kế hoạch không bằng biến hóa, có rất nhiều chuyện phải dựa theo tình thế mà thay đổi, thiệu bình ba cũng đang trong cảnh khẩu chiến quần thần. Dù nước tấn nghèo, nhưng trí không tận, dân phong cường thế, vẫn canh cánh trong lòng chuyện nước tấn ngồi không nuốt ba phần vật tư vận chuyển tới nước yến bọn họ lại càng bất mãn chuyện nước tấn phải cúi đầu trước nước triệu nên đám quần thần nhao nhao không đồng ý cứng quá dễ gãy kiên cường mãi không thể làm cần phải kết hợp gương nhu bàng ra nước triệu hai đời hổ thẹn bàng đăng tính tình cương liệt có lòng muốn rửa nhục từ lâu hùng tâm của hải vô cực như củi khô chỉ cần có cơ hội chắc chắn bàng đằng sẽ thổi một mùi lửa một khi đã phát sẽ không thể thu ba phần vật tư cho nước triệu không phải thịt mỡ mà là thuốc đứt ruột để cho họ tích trữ được thật nhiều vật tư sẽ càng khiến họ nóng vội, nhanh chóng tiến hành chuyện này. Lúc này nhất định nước triệu sẽ ngồi im nhìn ba nước phía đông tiêu hao, đợi thời cơ thích hợp, nhất định hải vô cực sẽ xuất binh quét ngang. Tề vệ lo lắng nước triệu phát triển an toàn, lại kiêng kỵ nước tấn ta, chỉ dám lấy ra một phần nhỏ nhân mã đông trinh tạo áp lực, tất nhiên khó mà vãn hồi, nước triệu sẽ không bỏ lỡ cơ hội đại triển hùng tâm ngàn năm có một này. Chúng ta chỉ ngồi nhìn, xem ba nước tiêu hao biến thành bốn nước tiêu hao. Chờ mà xem, thấy nước triệu phát triển, hai nước tề vệ sẽ không nhịn được mà tới nước tấn ta cầu trao đổi. Nước tấn ta nhân cơ hội tốt này, hẹn tề vệ tạo thành liên quân Đông Trinh, ở tình thế đó, bốn nước đã mệt mỏi hao tổn và suy yếu, tất nhiên hai nước sẽ đồng ý chia nhau bốn nước. Từ đó, nước tấn ta có thể phá thế cục bị tề vệ phong tỏa nhiều năm, đất rộng người đông, tích chữ thực lực, muốn thu thập tề vệ cũng không khó. Thiệu Bình ba khoác áo bạc vừa dạo bước qua lại giữa quần thần vừa thong thả phân tích, có thể nói là quang mang bắn tư phía thái thúc hùng ngồi bên trên thi thoảng lại dò xét quần thần thấy ai nấy đều có vẻ đam chiêu mà mỉm cười bên bờ sông thuyền lớn thuyền nhỏ vô số đối diện là nước yến hai quân đối chọi cách sông đại đô đốc nước tống là chiếu tướng mạo tuấn giật thân hình cao lớn có được cái danh hào ngọc diện lang quân mặc một thân giáp bạc bên bờ lâm giang tay đặt trên bảo kiếm bên hông hai mắt sáng ngời nhìn xa xa áo khoác bạc đón gió lồng lộng nước sông lăn tăn cuồn cuộn Nhìn ra xa một hồi, quay người lại, có người dắt ngựa trắng tới, y chở mình lên ngựa, thúc ngựa mà đi, hộ vệ theo sau. Trở lại trong quân trướng, y muốn cởi áo khắc ngắn tay mỏng, có người từ đằng sau đi tới hầu hạ. La chiếu khẽ hấp hấp mũi, nhìn xuống, thấy một sợi thắt lưng mềm mại trắng nõn vòng từ đằng sau ra đằng trước, khóe miệng cong cong mỉm cười, rút kiếm, bất chợt xoay người, giờ kiếm gác lên cổ một một tiểu tốt gầy gò, quát, thích khách ở đâu ra. chương 919, kẻ không làm được việc, giết một tiểu tốt đội mũ mềm giật mình kinh hoàng gật đầu để lộ ra dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn thấy la chiếu cười chiêu tức lập tức biết mình bị chơi xỏ vốn định cho y một kinh hỉ không ngờ lại bị dọa giật mình đâu còn quản cái gì mà bảo kiếm với không bảo kiếm cái cổ trắng nõn vươn ra ghé sát lại mũi kiếm thánh thoát nói chàng giết thiếp thử xem hàm răng trắng nõn giọng nói rất êm tai tiểu tốt kia không phải ai khác chính là phùng quan nhi giả nam trang là thê tử kết tóc của la chiếu dù nàng mặc quần áo của sĩ tốt cũng không giấu được dung mạo tuyệt sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Hai người quen biết ở kinh thành nước Tống, là mùa trăm hoa đua nở. La Chiếu Trinh chiến trở về, xuất lĩnh nhân mã vào thành, thương bạc ngựa trắng, giáp bạc khoác trắng, tư thế hiên ngang, đứng trước mắt không biết đã khiến bao nhiêu giai lệ phải ngượng ngùng. Phùng quan nhi rời lăng tiêu cát, du ngoạn kinh thành cũng nép sang bên đường nhường đại quân vào thành, nghe quần chúng bên đường nói nhỏ liền biết vị tướng quân đó là ai. Đã đi qua nàng, đột nhiên có tiếng chim hót vang lên trong tường viện sau lưng la chiếu quay lại xem xét thấy nàng bên đường hai người vừa nhìn nhau đã khó tách rời la chiếu xiết dây cương đại quân dừng lại la chiếu thúc ngựa quay lại tiếng vó ngựa tiến lại gần nàng y ngồi trên lưng ngựa cao cao nhìn xuống phùng quan nhi khi ấy vẫn còn là thiếu nữ không chịu phục ngạo nghễ ngẩng đầu rằng co la chiếu nhìn một lát nhoẻn cười ôm thương chắp tay nói bản tướng la chiếu nguyện cùng cô nương bạch đầu giai lão đám người xung quanh lập tức xôn xao, la chiếu cúi người vươn tay ra với nàng. Phùng Quan Nhi hơi đỏ mặt, khinh bỉ nói, tốt xấu gì ngươi cũng là tướng quân nước Tống, vô lễ như thế, có thấy mất mặt hay không? Ta không sợ, cô nương sợ sao? La chiếu cười hỏi, quỷ thần xui khiến, Phùng Quan Nhi đưa tay đặt vào lòng bàn tay y. Nàng vừa hét lên một tiếng, đã thấy mình bị y vung tay nâng lên ngựa, ôm vào trong ngực, ngồi chung một ngựa. Phùng Quan Nhi đi theo đoàn quân, kinh hãi quát lên, là tướng quân, không được vô lễ. La chiếu mặc nàng hô quát, bỏ lại đại quân sau lưng, dục ngựa phi nước đại thẳng đến hoàng thành. Dọc đường có vô số ánh mắt ước ao nhìn theo, y đưa phùng quan nhi vào cung, tới gặp thẳng hoàng đế nước tống, xin hoàng đế tứ hôn. Khi mở miệng, y còn không biết tên của nàng, hoàng đế bị nháo tới không hiểu gì. May sao bên cạnh hoàng đế nước tống có người nhận ra phùng quan nhi, biết nàng là tôn nữ của trưởng môn tiền nhiệm của lăng tiêu các đã biết thân phận thì dễ làm rồi nghĩa tử của hoàng đế phối với tôn nữ của trưởng môn tiền nhiệm lăng tiêu các cũng coi như môn đăng hộ đối hoàng đế nước tống đồng ý rồi nhưng vẫn cần lăng tiêu các đồng ý dù sao thân phận của phùng quan nhi vẫn còn ở đó được hoàng đế đồng ý la chiếu đưa phùng quan nhi xuất cung thì bị người của lăng tiêu các chấn thủ hoàng cung cản lại la chiếu đưa bảo kiếm trong tay cho phùng quan nhi hai người tâm ý tương thông nàng rút kia ém ra hạ lệnh cưỡng chế người của lăng tiêu các rút lui cứ như vậy la chiếu được phùng quan nhi về nhà trong cung phái người tới nhắc nhở dặn la chiếu đừng làm loạn chờ lăng tiêu các đồng ý đã la chiếu chỉ hận bỏ qua rồi sẽ phải hối hận cả đời không chờ được lăng tiêu các đồng ý ăn trước tính sau thực đúng là nói nhanh làm nhanh hôn sự là sau ngay hôm đó họ đã làm xong chuyện động phòng quả nhiên lăng tiêu các còn không có cả cơ hội phản đối đã tới nước này cũng chỉ có thể đồng ý có điều trong lăng tiêu các có không biết bao nhiêu đệ tử đem lòng thương mến tôn nữ của vị trưởng môn tiền nhiệm này, ai ngờ được, nàng lại bị người ngoài hái mất, có rất nhiều đệ tử lăng tiêu các ủ rũ buồn giàu. Hoàng đế nước tống cũng nghẹn uất vốn lão ta định gả một vị công chúa của mình cho La Chiếu, nào ngờ La Chiếu vẫn luôn ổn trọng lại làm ra cái chuyện này. Lúc này, La Chiếu sợ ngộ thương, rút bảo kiếm lại, nhìn cũng không nhìn, tra kiếm vào bao, đổi lấy một đôi bàn tay trắng như phấn đánh loạn lên trước ngực. La Chiếu cười ha ha bắt lấy hai cổ tay nàng. Phùng Quan Nhi cười hỏi, sao biết là thiếp, nghe hương biết mỹ nhân. Phùng Quan Nhi cười trộm mãi, La Chiếu chợt nghiêm túc hỏi, sao nàng lại tới đây. Hai mắt Phùng Quan Nhi sáng rực, vòng hai cánh tay ôm lấy cổ trượng phu, tình nghĩa thâm sâu nhìn lên, đáp, nhớ chàng, ở bên cạnh chàng hồng tụ thiêm hương được chứ. La Chiếu lắc đầu, trong quân không dung tư tình nữ nhi. Mau về đi, Phùng Quan Nhi khẽ nhón mũi chân, khắc sâu đôi môi anh đào lên môi y, ôm chặt lấy trượng phu. Ngoài trướng, thân vệ kéo màn cửa, một loạt người canh giữ bên ngoài không cho ai tới gần. Xuân phong nhất độ, trong trướng vang lên tiếng đàn, áo mỏng che đậy hai phu thê. La chiếu ngồi xếp bằng khải đàn, phùng quan nhi tóc rối hai má ửng hồng nhíp mắt nằm sấp sau lưng y, hưởng thụ ôn nhu. La chiếu vừa khải đàn vừa nói, trong quân không phải nơi nhi nữ triền miên ở lâu, dễ dao động quân tâm, sớm ngồi kinh một chút đi. Không biết bao giờ chiến sự mới có thể kết thúc đến lúc nên kết thúc tự nhiên sẽ kết thúc. Thiếp nghe nói văn cẩu không quyết, rằng co với nước yến, hao tiền tốn của như vậy không bằng sớm ngày rút quân. La Chiếu không cười nổi, thế cục đến trình độ này, làm sao có thể vì tiện triệt binh, dù có không đánh được cũng phải hao tổn một chút. Có cơ hội tiêu hao thực lực giới tu hành thế này, có lẽ quân thượng các nước đều hiểu rõ trong lòng. Y thân là đại đô đốc nước Tống, làm sao có thể không hiểu ý bề trên, không dễ cường công cũng vậy. Người có thể hiểu đương nhiên hiểu, tuyệt không thể nói ra miệng, dù là phu thê y cũng không thể nói. Trên xích liệp điêu, nhìn thế núi cao xa xa, lôi tông khang và ngô tam lưỡng nhìn nhau, dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn khó tránh khỏi vẻ kinh hãi. Ngọn núi cao kia chính là nơi hiểm yếu ngăn cách nước triệu và nước vệ, trên đỉnh cao nhất của ngọn núi đó chính là vị trí của phiêu miếu các. Vùng này cũng không có môn phái nào khác dám đặt chân. Đi, ngô tam lưỡng trầm giọng hô lên, xích liệp điêu nhanh chóng đổi hướng, căn bản không dám tới gần nơi đó, chỉ sợ bị đám người kia nhìn thấy. Trước đó Viên Cương đã dặn điều này, cũng nói rõ, rất có thể con kim xí kia là đến phiêu miếu các, nếu xác định được, ngàn vạn không thể tiếp cận địa phận của phiêu miếu các, phải lập tức quay lại. Hắn ta dặn như vậy là vì trước đó đã nghi ngờ giống với nhiều hữu đạo, còn vì hướng đi của kim xí. Viên Cương đã phát hỏa hướng đi của kim xí trên địa đồ, khá phù hợp với phán đoán ban đầu. Hai người theo con kim xí kia đến đây, hao phí không ít công phu, vì Viên Cương đã dặn, thấy núi cao phải đi đường vòng, sợ có nhãn tuyến, gần xích liệp điêu quá dễ bị phát hiện. Mao Lư Sơn Trang có khách tới, ba con hát ngọc điêu hạ xuống. Một con chở một cái xe lăn, xe được nhấc xuống, chính là mông Sơn Minh, hai con điêu kia chở hộ vệ đi đón khách. Để đảm bảo an toàn của mông Sơn Minh, Quản Phương Nhi đã tự thân xuất mã tới đón, chỉ đưa một mình mông Sơn Minh từ Phủ Thành về, ngay cả đồ đệ La Đại An chuyên đẩy xe cho ông ta cũng không đưa tới. Như Hữu đạo tự mình ra đón khách, bước nhanh tới, chắp tay chào, mông soái, mời ngài đi thật xa đến thực đường đột mạo muội, mong ngài rộng lòng tha thứ. Mông Sơn Minh đáp lễ, đạo gia khách sáo quá rồi. Lão Phu đang ước gì mình được ở lại Mao Lư Sơn Trang thật lâu. Nghiêu hữu đạo phất tay ra hiệu, đoạn hổ tiến lên đẩy xe lăn cùng hắn đi vào trong hậu viện. Thương Thục Thanh ở gần đó nghe được tiếng xe lăn quen thuộc, tới nhìn một chút, thấy là Mông Sơn Minh khá kinh ngạc, tới chào đón. Đến phòng của Nghiêu hữu đạo trong hậu viện, mấy người quản phương nghi và đoạn hổ lui xuống toàn bộ, chỉ còn lại Nghiêu Hữu Đạo và Mông Sơn Minh. chương 920, kẻ không làm được việc, giết. hai Xem tình hình, Mông Sơn Minh nghi ngờ hỏi một tiếng, đạo ra có chuyện gì cần gọi. Nghiêu Hữu Đạo từ tay châm trà đặt lên trước mặt ông, hồi âm lần trước ta gửi vương ra có hơi thất thổ, vương ra sẽ không trách tội chứ. Nghe vậy, Mông Sơn Minh vội khoát tay, không đến mức đó. Là vương ra quá xúc động thôi, cũng có nguyên nhân cả, Ninh Vương chính chiến cả đời vì nước Yến, vương gia có phong cách của phụ thân, huống chi, ngài còn là hoàng tộc thương thị, không thể ngồi nhìn, một bầu nhiệt huyết khó tránh được xúc động, xin đạo gia thông cảm. Ngưu Hữu đạo cười nói, xúc động một chút cũng tốt. Nếu là kẻ khúm núm sẽ không thể là một thống soái tốt. Không nhiệt huyết làm sao có thể khai sáng được cơ nghiệp trong thời loạn này, ta cũng sẽ không thể làm bạn với vương gia tới tận bây giờ. Nhưng nhiệt huyết thì nhiệt huyết, nóng đầu làm loạn sẽ không tốt. Mông xoái nói, vương gia có thể nghe nên nhắc nhở vương gia nhiều một chút mới phải mông sơn minh khẽ gật đầu không trả lời thẳng mà hỏi lại đạo gia gọi lão phu đến chỉ là vì chuyện này sao nghiêu hữu đạo khoát tay mông soái là một đại danh tướng dụng binh như thần lần này ta gặp mông soái là vì muốn được thỉnh giáo mông soái nếu nam châu xuất binh mông soái nắm chắc bao nhiêu phần có thể bình định nội loạn nước yến câu hỏi này khiến mông sơn minh suy nghĩ thật lâu cuối cùng trầm ngâm trả lời nói dễ thì dễ nói khó cũng khó À, thế dễ dàng tới mức nào mông sơn minh vuốt râu ánh mắt lấp lóe sáng dần nếu có đủ điều kiện cho ta một tháng ta có thể bình định phản quân thương châu nghiêu hữu đạo kinh ngạc không phải hắn không tin vào năng lực của vị này mà vì hắn thấy ông hơi nói quá đại quân đi lại trên đường cũng cần không ít thời gian làm sao có thể dẹp phản loạn chỉ trong một tháng hắn nhắc nhở hiện giờ phản quân đã tụ tập được hai triệu người nhân mã nam châu ta làm sao có thể bình định phản loạn chỉ trong một tháng Mông Sơn Minh cười lạnh, khí thế dâng lên, một đám ô hợp thôi, thực ra chẳng thể chịu nổi một kích. Chỉ cần nhân mã chư hầu đồng tâm hiệp lực là có thể bình định. Ngưu Hữu Đạo cười khổ, triều đình sẽ không thể để cho chư hầu ngoan ngoãn nghe lệnh. Làm sao chư hầu có thể nghe lệnh của chúng ta? Hai mắt Mông Sơn Minh lóe lên, đơn giản, cứ việc định ra kế hoạch tác chiến, các chư hầu phải chấp hành. Ai không chấp hành được, giết. Đại quân Nam Châu không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu. Ngưu Hữu Đạo hơi sừng sốt, Tới khi kịp phản ứng lại thì hai mắt tỏa sáng, đứng bật dậy vỗ tay khen, "Được, có mông soái ở đây, lo gì không diệt được phản quân." Đó là một câu tán thưởng tự đáy lòng, trên dưới nước yến đau đầu vì chiến sự, không ngờ với vị lão soái này chỉ là chuyện đơn giản. Thực cao, việc đánh nhau hắn không biết tí gì, nhất là chuyện chiến sự rối loạn này, không dám chỉ huy lung tung, đương nhiên cũng không dám phỏng đoán ngông cuồng. Thế lực khắp nơi hỗn loạn, quấn quyết vào nhau, không ai nghĩ theo hướng này nên mới mời vị này đến thỉnh giáo một chút vừa hỏi mới biết cái gì gọi là cao thủ bạt mây thấy mặt trời sao có thể không vui sướng chứ mông sơn minh khoát tay áo nói thì đơn giản nhưng làm lại không dễ dàng chỉ e đại quân nam châu vừa rời nam châu sẽ bị triều đình cản trở khắp nơi sẽ không dễ dàng để cho đại quân nam châu trở về có thể còn có khả năng triều đình sẽ mượn cơ hội này để tiêu diệt đại quân nam châu điểm ấy cao kiến thành đã nhắc trước như hữu đạo hiểu rõ gật gật đầu khó khăn nhất không phải chuyện này mà là bốn chữ danh chính ngôn thuận nam châu dựa vào cái gì mà định ra kế hoạch tác chiến bắt chư hầu phải chấp hành lại dựa vào cái gì để hiệu lệnh chư hầu kẻ ngông cuồng hạ lệnh chỉ huy nhân mã trong thiên hạ chính là mưu phản triều đình chính là người đầu tiên không đồng ý ý mông soái là chỉ cần triều đình ban cho đại quyền hiệu lệnh chỉ huy mông sơn minh gật đầu người nắm được đại quyền này chính là đại tư mã trước đó ninh vương chính là đại tư mã nước yến hiện giờ là thương vĩnh trung của hoàng thất. Thương vĩnh trung chính là kẻ theo bệ hạ, có thể xem nhẹ, nhưng bệ hạ có thể đồng ý sao một khi cho vương gia đại quyền hiệu lệnh người trong thiên hạ, vương gia nhờ vào đó mà bình định được phản loạn mà triều đình bó tay, lòng người chảy chỗ chúng, sợ là uy vọng của vương gia sẽ khiến bệ hạ không rét mà run. Thì ra vậy, Nghiêu Hữu đạo chậm rãi gật đầu, hiểu ra được khúc khuỷu trong đó. Hóa ra vừa rồi hắn vui sướng hụt, khó trách đối phương nói bình loạn nói dễ cũng dễ mà nói khó cũng khó hắn lại hỏi mông soái có biện pháp nào để triều đình giao ra đại quyền này không mông sơn minh lắc đầu vất vả lắm mới thu lại được đại quyền từ trong tay mông sơn minh làm sao bệ hạ có thể dễ dàng ủy quyền lần nữa nhất là lại giao đại quyền này vào tay vương ra việc này ta đã suy nghĩ thật lâu cũng bó tay đạo gia hỏi ta là hỏi sai người rồi đánh trận ta còn biết một hai chứ tranh đấu trên triều đình không phải sở trường của ta đáng tiếc lạc hiếu phu chết sớm lạc hiếu phu am hiểu nhất là việc này Năm đó ninh vương bỏ lỡ mất hoàng vị còn có thể ủng binh đại yên không phải là dựa vào đám vũ phu chúng ta, đều là công của lạc thiếu phu cả. Gia hỏa này, trong ép triều cục, ngoài ép triều quốc, có thể nói, một tay nâng đỡ đại yên yếu ớt thành ra hưng thịnh. Nếu ông ta ở đây thì tốt rồi, chuyện năm xưa giống như bí ẩn, cho đến giờ ta vẫn không hiểu, bằng vào năng lực và thủ đoạn của mình, làm sao lạc thiếu phu có thể gặp nạn cùng vương gia dễ thế. Thực ra năm xưa ta quy ẩn là do lạc thiếu phu tự mình khuyên ta. Giờ nghĩ lại, có phải là thiếu phu đã ý thức được từ trước là nên giữ ta lại? Lão kể chuyện này, nhiều hữu đạo chẳng cảm kích, cũng chẳng quan tâm, chỉ hỏi lại, làm thế nào để cho ba phái lớn bức thương kiến hùng giao ra gia quyền này? Mông Sơn Minh vẫn lắc đầu, quá sức, bây giờ không thể so với năm đó. Mấy trăm vạn đại quân đối kháng với hai nước Hàn Tống đều là của bệ hạ, sợ là ba phái cũng không dám dồn ép quá, đến lúc chó cùng rứt dậu sẽ không chỉ loạn một thương châu. Nhiều hữu đạo cũng thấy khó, buột miệng thở dài, không dẹp nội loạn nước yến, sớm muộn gì cũng sẽ tác động đến Nam Châu ta. Ngô Công Lĩnh ơi Ngô Công Lĩnh, ngươi làm trò thế này, khiến cho nước yến từ trên xuống dưới gà chó không yên, khiến cho lòng người bàng hoàng. Ta đã nhìn ra người này có phản cốt từ trước nhưng vẫn áp chế, nếu không phải Ninh Vương ngăn cản, ta đã trừ bỏ y từ lâu rồi. Huynh của y, Ngô Công Sơn, tám chín phần là bị y giết chết. a à, năm xưa mông soái có ân oán gì với y sao? Chưa nói đến ân oán gì, Năm xưa Ngô Công Sơn chỉ là một bách phu trưởng, vì ra mặt bốc lên ngu hiểm mất đầu nên đã chủ động rời đại quân, làm bàn đạp cho Ninh Vương, quỳ xuống làm ghế ngựa, chủ động mời chiến. Ninh Vương động lòng, gọi một ngàn tinh binh cho y. Y sung phong đi đầu tử chiến đánh hạ hiểm địa, lấy mạng đánh thông quan ải cho đại quân của Ninh Vương. Chỉ với trận này, Ngô Công Sơn đã thành danh, lọt vào mắt xanh của Ninh Vương, được Ninh Vương yêu ái, một đường đề bạt, y mới được như vậy. Ngô Công Lĩnh có quan hệ gì? Trận chiến kia là liều mạng mà đánh, Ngô Công Sơn bị thương, sau trận ta đã tới thăm, ở ngoài chứng nghe được hai huynh đệ họ cãi nhau. Ngô Công Lĩnh bất mãn với Ngô Công Sơn, nói gì mà đường đường nam nhi bảy thước, há có thể quỳ xuống đất làm ngựa. Trong lời nói có phần bất kính với vương gia, khi ấy ta đã biết tương lai nếu người này không được như ý sẽ phản. Ta vén rèm liều vào, hai huynh đệ, một người nằm trên giường, một người ngồi cạnh giường, thấy ta đều sợ toát mồ hôi lạnh. Ngưu Hữu Đạo có thể hình dung được tình hình khi ấy, trong đại quân, một câu của Mông Sơn Minh đủ cho hai huynh đệ chết không có chỗ chôn, bèn cười hỏi, Mông Soái là người quyết đoan sát phạt, vì sao khi ấy lại bỏ qua? Sớm giết đi há có hoạn hôm nay. Chương 921, ân ân oán oán. Không phải ta muốn tha, khi ấy ta đang rút bảo kiếm bên hông được một thước rồi đấy, tình cờ gặp lúc Ninh Vương nghĩ tới thương thế của Ngô Công Sơn cũng tự thân tới thăm, nên đã bị ngài cản lại về sau ngô công sơn gặp chiến liền liều mạng lập công ngô công lính cũng không kém bao nhiêu ninh vương đề bạt hai huynh đệ họ ta tất phải ngăn cản phần nào nghiêu hữu đạo cười hỏi áp chế ngô công lính mông sơn minh gật đầu chỉ cho chức phó không cho cơ hội giữ binh quyền một phương trước khi ta thoái ẩn cũng đã liên tục dặn lạc thiếu phu không thể cho người này cơ hội cũng khó trách bị mông soái đẻ ép nhiều năm như vậy cũng phẫn uất mông sơn minh lắc đầu loại người này một khi nắm được binh quyền trong tay hậu quả sẽ khó mà lường được, há có thể dung túng. Nếu không phải vì y lập được nhiều chiến công, sợ dao động quân tâm, ta đã giết chết y từ lâu rồi. Giờ nghĩ lại, vẫn là ta quá mềm lòng, đã hại ngô công sơn, cũng để lại hậu hoạn bực này cho đại yên. Như hữu đạo thở dài, thế gian này, ân ân oán oán kéo dài mãi không thôi, thật dối rắm Hai người trao đổi một hồi lâu mới ra ngoài, thương thục thanh vẫn chờ, viên cương cũng lộ diện. Dưới mái hiên, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn nhìn thấy viên cương mà tiếc nuối, can đảm cẩn trọng, Lâm Nguy không sợ, đầu óc linh hoạt, tỉnh táo lại vũ dũng hơn người, lại biết chữ đọc sách, còn biết trung nghĩa, hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành một tướng lĩnh ưu tú, là tướng tài hiếm có, nếu được dạy dỗ, mài rúa, sẽ tỏa sáng vạn trượng, dương danh thiên hạ. Hắn ta lại biến mất trong sơn trang này, đạo gia không thấy uổng phí tài năng sao. Không bằng để cho hắn ta đi theo ta đi, như hữu đạo không chịu, dương danh thiên hạ cái gì, với ta, hắn ta được an toàn quan trọng hơn. Hắn chống kiếm đi xuống bậc thang, mông sơn minh khẽ thở dài. Thương Thục Thanh không biết nhiều hữu đạo cố ý mời mông sơn minh đến đã nói những gì, thấy người ra bèn tiến tới nhiệt tình trò chuyện cùng ông ta. Viên cương mời nhiều hữu đạo sang một bên, thấp giọng báo, lôi tông khang và ngô tam lưỡng đã về. Nhiều hữu đạo biết đã có câu trả lời, nếu không, người được phái đi tìm hiểu sẽ không đột nhiên rút về, bèn hỏi tình hình thế nào. Hẳn là tới phiêu miếu các, cái gì là hẳn là, xác định là có hay không có. Địa phương khác thì không dám nói, nhưng còn có thế lực nào khác dám ở lại vùng đó sao? Tuy không theo được tới tận nơi, viên cương báo lại đại khái. Nghiêu hiếu đạo lặng lẽ suy nghĩ, lát sau, từ tốn nói, xem ra đúng là xui xẻo đã đoán chúng rồi, đúng là người của phiêu miếu các. Suy tư thật lâu, hắn thấp giọng nhắc nhở, căn dặn người có liên quan đừng có rêu rao, không cần động vào bách lý yết và công tôn bố, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Có người như vậy bên cạnh có thể an tâm sao? Không an tâm cũng không có cách nào. Trừ đi một công tôn bố, đối phương sẽ sắp xếp công tôn bố thứ hai, chúng ta có thể đảm bảo sẽ phát hiện kịp thời tất cả sao? Nắm được trong tay vẫn hơn là không biết. Cũng may, phiêu miếu các vẫn luôn thờ ơ, không động chạm đến lợi ích của họ, họ cũng sẽ không nhúng tay vào, nên phòng bị thế nào, cái gì nên cho đối phương biết, cái gì không thể để cho đối phương biết, người phải hiểu rõ. Viên cương khẽ gật đầu, ta muốn đích thân tới kinh thành một chuyến. Hồng Nương sẽ đi cùng ta, người trông nhà cẩn thận. Viên cương giật mình, đạo ra, kinh thành là nơi đầm rồng hang hổ, thương kiến hùng sẽ không bỏ qua cho ngài. Tránh còn không kịp, sao ngài còn tự chui đầu vào lưới. Nghiêu hiểu đạo khoát tay, không đến mức như người nghĩ đâu. Không ai biết ta sẽ đi, ta cứ lặng lẽ đi, lặng lẽ về, sẽ không có việc gì. Viên cương vẫn phản đối, đạo ra, ta không tán thành. Quá nguy hiểm, nghiêu hiểu đạo lắc đầu, tổ chim bị phá chẳng còn chứng lành. Thế cục phân loạn, cục diện quá lớn, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể sắp xếp, không có kinh nghiệm không dám vọng động, trong lòng do dự. Ta nhất định phải tự mình lên kinh thành một chuyến, tìm cao nhân chỉ giáo, không hiểu rõ mọi chuyện ta thực sự cũng không dám vì tiện quyết định. Lần này bắt buộc phải làm, viên cương hỏi thử, cao kiến thành, nghiêu hữu đạo gật đầu coi như thừa nhận. Sau đó, nghiêu hữu đạo tìm quản bê hương nghi, mời bà ta cùng đi, hộ tống mông sơn minh về phủ thành. Chạy tới chạy lui như vậy, quản phương Nhi không vui, làm gì thế? Để hai chúng ta làm hộ vệ à? Nói tới nói lui, như hiểu đạo muốn đi, bà ta cũng không thể không đi theo, phần vì tò mò muốn biết hắn đang muốn làm cái quỷ gì. Viên cương nhìn theo ba con phi cầm cỡ lớn bay vút lên không chung, trong lòng lo lắng, lại nhẹ nhàng thở ra. Tham dò được ngọn nguồn của Bách Lý Yết, chỉ ít cũng không cần làm chuyện ép buộc toa huyễn lệ và tuyết lạc nhi nữa. Bằng không, chính hắn ta cũng khó mà tưởng tượng được màn tiếp theo sẽ đáng sợ cỡ nào không thể giết Bách Lý Yết, chỉ có thể khống chế. Bối cảnh của Bách Lý Yết quá cứng, cứng đến mức người khác không thể khống chế được. Còn cần phải đoán đạo ra muốn ép hai nữ nhân kia làm gì sao? Tám chín phần mười là dụ dỗ Bách Lý Yết lên giường. Không cho hai nàng biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết người phi lễ với mình là ai, rồi thả họ đi. Chỉ cho Bách Lý Yết biết mình đã phi lễ với ai. Làm vậy, sợ là còn khó chịu hơn là để cho Bách Lý Yết giết hai nàng ấy dù là bị người ta bức bách, bách lý yết cũng không dám lộ ra. Nói bị người khác ép bức làm cái gì khác có lẽ cũng không sao, lại nói rằng bị người ta ép làm chuyện kia với tôn nữ của cửu đại trí tôn. Có thể hình dung được hậu quả, còn trông cậy vào giấc mơ gạo nấu thành cơm, thuận thế thành duyên sao. Đánh chết bách lý yết cũng không dám nói ra, viên cương hắn ta không muốn làm chuyện bị ổi này. Trong khu rừng ngoài phủ thành Nam Châu, một con phi cầm đáp xuống, hai con khác đi tới trong phủ thành. như hữu đạo chưa đi, ở ngoài thành chờ. Sau khi đưa mông sơn minh bình yên đến nơi, hai con phi cầm bay khỏi phủ thành, đáp xuống khu rừng ngoài thành. Các ngươi về trước đi, như Hữu đạo vung tay, trừ quản phương nghi, những người khác cưới phi cầm bay đi. Đi thôi, như hiểu đạo quay lại nói với quản phương nghi, hai người cũng cưới phi cầm bay lên trời, nhìn chung quanh một hồi, phát hiện hướng đi không đúng, quản phương nghi không biết hắn dở trò quỷ gì. Nói là đưa mông sơn minh đến, kết quả vị này không cả có ý lộ mặt trong thành, bây giờ càng quái lạ. Quản Phương Nhi không nhịn được hỏi, ta nói này đạo gia, chúng ta đang đi đâu? Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, kinh thành, hả, phản ứng giống viên cương, nhưng càng mạnh hơn, Quản Phương nghi la lên. Người điên sao, thương kiến hùng hận không thể lột ra lóc thịt ngươi, ngươi còn dám chui vào miệng cọp, không muốn chết cũng đừng chết kiểu thế chứ. Ngưu Hữu Đạo, ngươi cả nghĩ quá rồi, không có việc gì, không có chuyện gì mới là lạ, không có chuyện gì sao ngươi kéo ta lên làm gì. Những năm nay ngươi xem lão nương như phủ triện treo bên hông, không thì bảo tiêu bên cạnh, tùy tiện sai khiến, ngươi nghĩ ta không biết. Quản phương nghi khinh bỉ, hỏi, ngươi sắp xếp người ở kinh thành, nghiêu hữu đạo, không có, chuyến này người biết càng ít càng tốt, sao có thể lộ ra. Quản phương nghi trừng mắt, khó tin nói, đạo ra, ngươi tuyệt đối đừng nói chỉ hai người chúng ta đi kinh thành nhé. Thật hay giả, ngươi sống thiếu kiên nhẫn kệ ngươi, nhưng mà ta còn muốn sống thêm mấy năm. Nghiêu hữu đạo, đương nhiên là thật sự, người có đi hay không, nếu thật sự không muốn đi, bây giờ còn có thể đuổi theo bọn họ. Người có thể về cùng với họ, hai người đang cưới phi cầm điêu xích liệp, tốc độ hoàn toàn đủ để có thể đuổi theo hai con phi cầm điêu hắc ngọc vừa đi. Quản phương nghi sợ nguy hiểm muốn trở về, nhưng có những việc đã quen. Nếu nghiêu hữu đạo thật sự ném bà ta lại không thèm để ý tới, bà ta lại càng không dễ chịu, thậm chí sẽ bất mãn, liền bĩu môi, hừ lạnh nói. Nhất định có quỷ, ta lại muốn xem xem ngươi dở trò quỷ gì. Nghiêu hữu đạo mỉm cười, chương 922, nhị tụ thanh phong, trên trời nhìn ra xe, sự hùng vĩ của đế đô khiến lòng người chấn động. Xích liệt điêu lao xuống, tiến vào vùng núi sâu, hai người đàn ông trên con phi cầm chính là Nghiêu hữu đạo và Quản Phương Nhi đã cải trang dung mạo. Quản Phương Nhi cũng mặc trang phục đàn ông, Nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm vào ngực đầy đặn của bà ta, nhấc cầm lên nói giống như người vậy, người ta vừa nhìn đã biết là phụ nữ, buộc chặt ngược lại đi. Quản phương nghi tức giận nói, ngươi nhìn chầm chầm như vậy, ta làm sao làm được, cởi quần áo trước mặt ngươi hay sao? Bà ta nhìn chung quanh, vừa ý với một khe núi, bảo, chờ đấy, ta đi chỉnh trang một lúc, nhìn như đàn ông, nói chuyện lại là giọng phụ nữ, đúng là lạ. Nghiêu hữu đảo, không cần phải giấu giấu giếm giếm, lại không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi ở đây từ từ làm đi, một mình ta đi chốc lát sẽ quay lại. Quản phương nghi ngạc nhiên nói, nói thế là sao, người định vứt ta một mình ở lại đây. Nghiêu hữu đạo, người không ở nơi này, ai trông vật cưới. Quản phương nghi mở miệng liền mắng, khốn kiếp, người gọi lão nương tới không phải là để giúp ngươi trông vật cưới chứ. Kinh thành phồn hoa đang trước mắt, người lại bảo lão nương đứng chờ trọi trong rừng núi. Mang theo vật cưới vào thành quá dễ thấy, mà không phải để ngươi trông coi vật cưới, là để ngươi phụ trách tiếp ứng. Thối lắm, dù ngươi nói vậy, nếu ngươi đi một lượt lại một lượt, còn chẳng phải để lão nương trông coi vật cưới. Không nương, dù gì ngươi cũng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, mở miệng ra là phun lời thô tục, phải nhã nhặn. Bớt dùng trò này đi, trách ai được, mùi vị trên người ngươi có thể che lấp được sao? Ngươi vừa vào thành, ai mà không biết ngươi là phụ nữ? Bình thường bảo ngươi bớt bôi nước hoa đi, ngươi không nghe. Ta, không muốn ngươi với ta cùng chết thì đàng hoàng đứng ở đây đi. Nghiêu hữu đạo dứt lời, xoay người mà đi. Quản Phương Nhi tức giận dậm chân, la lên, chờ đã, Nghiêu Hữu Đạo đi về hướng chân núi, không thèm quay lại. Quản Phương Nghi lắc người một cái nhào tới, cản đường hắn, dùng chân đá kiếm của hắn. Kiếm, ngươi không định chống cây kiếm này vào thành chứ? Ngươi biết ngươi có ai là không biết cái động tác chiêu bài này của ngươi. Ngươi mà vào thành như vậy, chỉ sợ vừa đi vào đã bị người ta phát hiện. Nghiêu Hữu Đạo cúi đầu nhìn một chút, phát hiện động tác theo thói quen quả thực khó thay đổi, chậm chạp nhét kiếm lên eo không cần ngươi nhắc rồi tự nhiên sẽ đổi quản phương nghi quay đầu lại nhìn mặt trời chiều hỏi đã giờ này rồi ngươi để ta chờ bao lâu nghiêu hữu đạo tối nay sẽ ra tới quản phương nghi hỏi tối nay là lúc nào trời tối bốn cửa thành sẽ đóng kín không có quân lệnh là sẽ không dễ mở ra ngươi không định xông ra khỏi thành chứ nếu làm cho tu sĩ thủ thành truy sát cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nghiêu hữu đạo ngươi cả nghĩ quá rồi nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng ứng phó không được, ta cũng không dám bước chân ra khỏi nhà. Quản phương nghi lấy một tấm thiên kiếm phù trong tay áo ra đưa cho. Mang theo, như Hữu đạo nhìn chung quanh, ngươi nên mang theo mình để phòng thân thì hơn, ta không có chuyện gì, có tình huống xảy ra, ta lập tức cưới xích liệp điêu bay đi. Dù gì cũng là Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, gặp kẻ cướp sắc thì phiền, ngươi cứ nên chuẩn bị cho mình đi. Đạo ra, rốt cuộc ngươi đến kinh thành làm gì? tới lúc nói cho ngươi thì ngươi tự nhiên sẽ biết Như hữu đạo xoay người đi vẫn không cầm thiên kiếm phủ của bà ta quản phương nghi lên tiếng gọi về sớm một chút lão nương sợ tối đừng để lão nương đợi lâu nghiêu hữu đạo quay lưng phất phất tay lắc mình phi vút đi ra khỏi rừng núi đi tới bình nguyên chạy thẳng tới ngoài thành trong cái nhìn xem xét của thủ vệ ở cửa thành đi vào như không có chuyện gì đi trên đường cái xem người đến người đi nhìn kinh thành phồn hoa này không cảm giác được nước yến đang đứng trong chiến loạn. Quán rượu quán trà náo động, tiếng ca múa lảnh lảnh lót lót khắp nơi. Mọi người nên làm gì thì làm đó, nên xa hoa đổi trụy vẫn xa hoa đổi trụy, bụng ăn không no thì vẫn phải ra đường cầu xin. Tại một cửa hàng trang phước ở mặt đường, có tiếng hỏa kế la ó quảng cáo đủ kiểu rất hấp dẫn, nghĩ đến quản phương nghi phải đợi lâu ngoài thành, liền đi vào, muốn mua chút trang sức làm quà cho bà ta, cũng để bịt kín cái miệng của người phụ nữ đó. Nhìn hắn ăn mặc không giống người nghèo, hỏa kế lập tức mời chào, trưởng quỹ tự mình đi ra giới thiệu. Một cây châm vàng, như hữu đạo vừa ý, trưởng quỹ lập tức khen hắn khéo chọn, sau đó dâng lên tận tay hắn. Như hữu đạo đánh giá tỉ mỉ, hỏi, bao nhiêu tiền, trưởng quỹ giơ 10 ngón tay đáp, 10 đồng tiền vàng là được, cả con đường này cũng không có giá rẻ như vậy đâu. Châm vàng đặt trên quầy, như hữu đạo thò tay vào ống tay áo, rỗng tuếch, nhất thời câm nín, mới chợt nhớ ra là bình thường mình không mang theo tiền trên người bao giờ. Từ trước tới giờ thanh liêm, không nén được thầm trách quản phương nghi, thấy mình một mình ra ngoài cũng không biết đưa cho ít tiền, đành hỏi trưởng quỹ. Có thể ghi nợ không? Sau đó trả lại gấp ba cho ông. Gương mặt cười của trưởng quỹ cứng đờ, nhìn hắn một lượt, thu châm vàng về, lắc đầu nói. Bản điếm không ghi nợ, như hiểu đạo đành phải thôi, còn nghe thấy trưởng quỹ và hỏa kế thì thầm thì thụt, nói hắn là cái gì học đòi ra vẻ. Tuy hắn mới tới kinh thành, nhưng với người thích xem bản đồ, rất nhiều thứ đã ở trong đầu, muốn tìm đến không phải là khó. Phủ đại tư đồ, một tên sai vặt chạy vào trong, đưa một chiếc cháp cho quản gia Phạm Chuyên. Phạm Chuyên mở cháp ra xem, thấy một chiếc châm vàng, dường như có vẻ buồn bực, phất phất tay để gã sai vặt lui ra. Lúc này ở ngoài cửa, hộ vệ theo xe ngựa dừng lại, Cao Kiến Thành về phủ, Phạm Chuyên mau chóng đi lên ninh tiếp. Chủ tớ đi vào, Phạm Chuyên nhìn sắc trời đã tối, hỏi. Sao lão ra về muộn như vậy? Cao Kiến Thành buông tiếng thở dài. Còn có thể vì sao, một nhánh viện quân nếm mùi thất bại, bệ hạ tức giận. Phạm Chuyên nhìn chung quanh, thấp giọng nói: "Lão ra, có khách quý ở thư phòng chờ ngài." Cao Kiến Thành có vẻ bất ngờ. Thư phòng của ông không phải nơi cho người ngoài tùy tiện ra vào, quản gia không thể không hiểu điều này, bèn hỏi: "Ai?" Phạm Chuyên thấp giọng nói: "Nưu Hữu Đạo." Hắn, Cao Kiến Thành chợt dùng mình, dừng bước, cảm giác bất ngờ càng lớn hơn, không ngờ Nưu Hữu Đạo còn dám tới kinh thành, lại hỏi: Bao nhiêu người tới, Phạm Chuyên, chỉ mình hắn, Cao Kiến Thành hơi hít mắt, lá gan không nhỏ, vào lúc này, e là vì chiến sự, ông tán thán, sợ rằng Nghiêu Hữu Đạo tìm đến mình là có chuyện phiền phức. Nhưng cũng hết cách rồi, con trai của mình nằm trong tay người ta, mình lại lừa bịp triều đình rằng con trai của mình đã chết. Nếu chọc giận người ta, người ta công khai con trai của ông ta ra, Cao ra xong rồi. Nếu thật sự có chuyện, không thể từ chối, ông ta đành hỏi, không ai nhìn thấy chứ. Lão già yên tâm, hắn dịch dung mà đến, trong phủ sắp xếp mấy người ra vào không có việc gì. Phạm chuyên động viên ông ta, Cao Kiến Thành phẩy tay, chủ tớ đi về phía thư phòng, trên đường đi, thấy cháp trong tay Phạm chuyên, giống như hộp quà, ông ta lại hỏi. Ai đưa quà tới, à, không phải là có người tặng quà, là vì kia bảo lão nô mua thay. Món đồ gì, một cái châm vàng không đáng giá thôi, trong mắt Phạm chuyên, 10 đồng vàng tất nhiên chẳng phải cái gì đáng tiền. Người bình thường mang quà tới đây không phải thứ có thể mua được bằng 10 đồng vàng. Châm vàng, Phạm Chuyên mở cháp cho ông ta xem một chút, quả thực là châm vàng cho phụ nữ dùng. chương 923, bắt nguồn từ âm mưu, đã thành dương mưu một. Cao Kiến Thành lấy ra nhìn một chút, không thấy có cái gì đặc biệt, cảm thấy buồn bực, còn có ngờ vực. Người như ông ta không dễ dàng suy nghĩ sự việc theo hướng đơn giản, mà lại còn suy nghĩ, như hiểu đạo không phải người thiếu tiền, cũng không tùy tiện chiếm tiện nghi, chỉ một cái châm vàng cũng phải để phủ cao đi mua thay. ông ta cả nghĩ quá rồi, lại không biết như hữu đạo chỉ vì không mang theo tiền trên người mà thôi. chủ tớ đi tới thư phòng trong nội trạch, ngoài cửa cao kiến thành còn cố chỉnh sửa trang phục rồi mới đẩy cửa đi vào. bên trong thư phòng sau tấm bình phong như hữu đạo đã tháo mặt nạ, đang ngồi ở vị trí thường ngày của cao kiến thành xem một số công văn phê duyệt. Ồ nhìn thấy phạm chuyên và người kia đi vào, nhìn xem khí thế như hữu đạo đứng dậy cười nói, vậy ngài là đại tư đồ rồi. Phạm chuyên mau chóng giới thiệu đôi bên, Cao Kiến Thành kho mình chắp tay chào, chào đạo gia, là đại tư đồ cao quý, cái eo kia nói cong là cong được, không chút tự đại vì thân phận to. Không dám không dám, Nhiêu Hữu Đạo vội giang tay nâng lên, Cao Kiến Thành đứng dậy mời Nhiêu Hữu Đạo sang bên bàn trà ngồi xuống. Trước lúc dâng trà, Phạm chuyên mở cái chắp kia ra cho Nhiêu Hữu Đạo xem, hỏi. Đạo gia, là cây châm vàng này nghiêu hữu đạo lật qua lật lại xem gật đầu đúng là cái này không cần hộp quà hắn nhìn sang cao kiến thành chỉ cái châm vàng trong tay nói thực là lúng túng trên người không có thói quen mang theo tiền nhìn chúng thứ này mà không lấy đâu ra tiền để mua không thể làm gì khác hơn là vay chút tiền của quản gia phạm để mua khiến đại nhân cao cười chê rồi cao kiến thành cười ha ha lời này đúng là làm ông ta hiểu rõ chuyện vì trên người ông ta vốn cũng không bao giờ mang tiền Bình thường mua bán thứ gì cũng có người trả tiền thay, ông ta cũng không có thói quen mang tiền, vì vậy không khó hiểu, hỏi. Đây là đồ nữ trang, chẳng lẽ đạo gia mua về tặng người? Ông ta định nói chút chuyện phiếm làm sinh động bầu không khí, dù sao hai người lần đầu gặp gỡ, nói chút chuyện tào lao có thể rút ngắn khoảng cách, nếu đi thẳng vào vấn đề sẽ dễ cứng nhắc. Nghiêu hữu đạo ừm một tiếng, tặng cho bạn bè, cao kiến thành, thứ dung tục cỡ này sao xứng làm quà cho đạo gia. Ông ta quay lại nói với Phạm Chuyên trong kho hẳn là còn chút trang sức tinh mỹ mang ra cho đạo gia nhìn một chút xem đạo gia có thích hay không được phạm chuyên đáp đang định đi lấy nghiêu hữu đạo xua tay ngăn cản quà tặng cho bạn tự mình dùng tiền mua cho thành tâm không cần phiền phức như vậy cao kiến thành buồn bực đây là dùng tiền của ngươi mua sao hình như nhờ cao phủ nhà ta mua cho thì phải người ta nói là vay tiền chẳng lẽ thật sự bắt người ta trả chút tiền này hay sao nghìn vạn còn cho được mà phải quan tâm chút tiền ấy Đối với bách tính bình thường mà nói, 10 đồng tiền vàng tùy tiện có thể cung cấp cho một gia đình tiêu dùng trong một năm có thừa, nhưng đối với hai người như họ, chút tiền này chỉ quay đầu đi là có thể quên. Có điều nếu người ta đã nói như vậy, đều là người không thiếu chút tiền ấy, lại chỉ là lễ mọn, người ta cũng không muốn thì không nên quá miễn cưỡng. Nếu quá miễn cưỡng sẽ thành hỏng, nên đành thôi. Cao Kiến Thành nhìn cái châm vàng kia thêm hai cái, trong lòng cân nhắc, sau đây bảo quản ra mua một chiếc giống vậy về xem một chút, nhìn xem có gì khác lạ hay không. Trước mắt không phải lúc xem xét, Cao Kiến Thành hỏi về việc chính. Đạo gia đến đây có gì dặn dò, nào dám dặn dò gì với Cao Đại Nhân, như hữu đạo không cần hộp quà, nhét cái châm vào ống tay áo. Lần này đến là có việc cần hỏi Cao Đại Nhân, Phạm chuyên thu về chiếc hộp quà rồi để sang bên, sau đó châm trà cho hai người, đứng bên cạnh nghe ngóng. Cao Kiến Thành lộ vẻ chăm chú lắng nghe, đạo gia cứ nói đừng ngại, Cao Mỗ rửa tay lắng nghe. Nghiêu hữu đạo, Người sáng mắt sẽ không nói lời ám muội ta cũng sẽ không vòng vèo. Cao Kiến Thành gật đầu, đưa tay ra hiệu mời nói. Nghiêu hữu đạo cũng không e ngại Phạm Chuyên, có thể để Phạm Chuyên bí mật đến Sơn Trang Mao lưu tìm mình đàm phán, có thể thấy Phạm Chuyên tuyệt đối là tâm phúc của Cao Kiến Thành. Lần trước Cao Đại Nhân gửi tin, ta đã nhận được, tình huống trong đó đã nói rất rõ ràng. Trong thư có nhắc tới một việc, triều đình chuẩn bị cho Nam Châu tiêu diệt phản quân, không biết Cao Đại Nhân có nhớ. Cao Kiến Thành gật đầu, lại mời đối phương dùng trà có phải đạo gia khó hiểu vì sao chậm chạp không hạ chỉ xuất chinh với nam châu như hữu đạo vốn không muốn hỏi chuyện này nhưng đối phương đã nhắc đến hắn cũng đồng ý rửa tai lắng nghe nguyện nghe rõ cao kiến thành hẳn là có quan hệ với thế cục trước mắt từ ban đầu dù thế nào cũng không thể nào nghĩ tới tu sĩ các nước hầu như đều bị cuốn vào trừ nước triệu gia còn lại đôi bên vì phá hoại việc đối phương cung cấp vật tư cho đối tượng mà tử thương nặng nề hầu như mỗi ngày đều có tu sĩ chết trận, trong khoảng thời gian này đã giảm xuống, nhưng thực sự tử thương không ít. Ba nước cách xa về phía Tây đã đồng ý trả cái giá lớn như vậy để đánh đổi là chuyện rất ngoài dự đoán. Đạo gia có hiểu thâm ý của cao mỗ, như hữu đạo hít mắt nói, có người đang cố ý mượn cơ hội tiêu hao sức mạnh tu sĩ. Cao kiến thành, đạo gia cũng là tu sĩ, có mấy lời vốn không nên nói với đạo gia, nhưng đạo gia không phải người ngoài, cao mỗ tự nhiên là nói thẳng cho nhanh đạo gia minh giám vừa nghe là biết không sai ba nước phía tây cật lực chống đỡ với biến hóa thế cuộc ngoài ý muốn bên hàn tống dường như cũng đã ghi nhớ cũng ngầm thêm dầu vào lửa cố ý để đại quân áp sát biên giới mà chậm chạp không phát ba đại phái của nước yến thấy có cơ hội tiêu hao thực lực của đối thủ tất nhiên cũng vui vẻ thấy hiện tại làm sao có thể để đạo gia dẫn người nam châu đi phá cục nghiêu hữu đạo các nước không sợ các phái nhìn thấu dự tính của họ rồi tính sổ hay sao cao kiến thành tính sổ gì món nợ này tính ra sao phía đông nói nước yến không có nội loạn đối mặt với mấy triệu quân đội nước yến không thể tiến công liều lĩnh chỉ cần sơ suất một chút sẽ tự vác đá đập chân mình nếu tu sĩ nước hàn không tin đại quân bại một trận nhỏ chẳng lẽ không phải dễ dàng tu sĩ nước hàn tự nhiên sẽ tin nên sẽ không dám mạo hiểm phía tây lại nói một khi nước yến thất bại sẽ bị chia cắt hàn và tống lớn mạnh hậu quả khó mà lường được mắt thấy nội loạn trong nước yến ngày càng hỗn loạn Mắt thấy thịt ngay bên mép, mắt thấy thịt đun sôi sắp chín, chẳng lẽ phải ngồi nhìn nước yến chậm rãi bình định. Tu sĩ nước Hàn có thể nào từ bỏ tập trung nhân lực hay sao? Phía Đông không dừng tay, làm cũng đã làm, phía Tây cũng không thể nhìn công sức đổ xuống sông xuống biển, chỉ có thể tiếp tục chơi, mà không chơi thì bản thân cũng không chịu nổi, là sẽ không dừng tay. Tình thế phát triển thuận theo tự nhiên, việc đến nước này thì có thể nhìn thấy điều gì? Thứ cho ta nói thẳng, chơi loại thủ đoạn này với tu sĩ dồn tinh lực cho việc tu luyện là chính, không hẳn đã hơn được người thế tục trường kỳ dồn suy nghĩ về mặt này, đắm chìm trong đạo này. Việc này bắt nguồn từ âm mưu, đã thành dương mưu, sau lưng chắc chắn có cao nhân bố cục, nếu không đã không thể làm được như vậy. Phạm Chuyên đứng nghe lặng lẽ liếc cao kiến thành. Lời này của lão ra dường như có ý trồng xuống giá trị lợi dụng của bản thân mình trong lòng Nghiêu Hữu Đạo. Nghe được ngôn luận lần này, bản thân Nghiêu Hữu Đạo cũng không thể không thừa nhận, nhìn thấu điều gì đây. Từ đầu tới đuôi, hắn không ý thức được mưu đồ sau lưng chuyện này, vẫn cho rằng kẻ chủ mưu chỉ muốn cướp địa bàn. Nhìn thấu, từ đâu nói đến, hơi trầm mặc một lát, như hữu đạo hỏi, cao đại nhân nói có cao nhân bày cục, không biết chỉ vị nào. Cao kiến thành lắc đầu, việc xem tu sĩ tiêu hao hẳn là không có quan hệ với nước yến, nước triệu, chắc không phải đám người phía đông thì cũng là người ở phía tây, hoặc là nói. Ông ta giơ tay chỉ chỉ lên trời, ông ta vừa nói như thế, trong đầu nhưu Hữu đạo lóe lên một người, Âm thầm nghi vấn, là y sao? Chương 924, bắt nguồn từ âm mưu, đã thành dương mưu hai. Sau khi cân nhắc xong, hắn lại hỏi, tiếp tục làm như vậy, chẳng phải đang tiêu hao thực lực bổn quốc? Cao Kiến thành mỉm cười, không thể nói là tiêu hao gì, thực sự không được, quá lắm thì không đánh nữa. Đối với các nước mà nói, cướp địa bàn mặc dù quan trọng, nhưng không sánh bằng việc cân bằng thế lực. Thực lực của tu sĩ có cao đến đâu, ông ta lại giơ tay chỉ lên trời bằng vào bản thân mấy vị kia thì có thể khống chế thiên hạ hay sao dựa vào mấy vị kia cũng chẳng làm được bao nhiêu chuyện phía dưới dù thế nào cũng phải có người làm việc cùng cái lý này đây là thiên hạ của tu sĩ nhưng người nắm quyền to của thế tục các nước cũng muốn duy trì quyền lên tiếng của mình bảo vệ quyền lên tiếng chính là bảo vệ lợi ích của bản thân đạo ra đối với người nắm chính quyền thế tục mà nói tu sĩ không thể quá nhiều một khi tu sĩ tràn lan đến mức có thể khống chế tầng tầng lớp lớp người chấp chính thế tục còn có quyền nói chuyện gì. Muốn đổi ai thì đổi, mà ngay đế vương cũng muốn đổi là đổi thì ngay cả phản đối cũng chỉ là đá chìm đáy biển, chẳng phải người nắm quyền thế tục sẽ là cừu non đợi làm thịt. Nếu chỉ một quyền lên tiếng cũng không gánh nổi, đối với người nắm quyền thế tục chính là bằng với nô lệ. Cướp được địa bàn to lớn hơn nữa cũng phải của người khác, cướp được một chút quyền lực cũng không còn nữa, chẳng phải mệt chết, cướp nữa thì cũng có ý nghĩa gì sao. Nói đã rõ ràng như thế, như hữu đạo rốt cuộc đã rõ ràng. Đối với hoàng quyền các nước, tu sĩ vĩnh viễn là mối nguy hại lớn nhất, tội chồng hết lên đầu một chữ vương là vô nghĩa. Đối diện với việc Cao Kiến Thành vừa gặp mặt đã dốc hết tiền hàng cho mình, Nghiêu Hiếu Đạo không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào bằng đó, lần này đi không uổng công. Cao Đại Nhân, ta mặc kệ các nước đang dở trò quỷ gì. Ta chỉ biết rằng nước Yến còn tiếp tục làm như vậy, Nam Châu chúng ta sớm muộn gì cũng gặp phiền phức. Một khi Hàn, Tống tham chiến, ít đi nước Hàn cản tay, phía đông nước triệu sẽ không còn e ngại gì nữa. Châu Kim gắn bó như môi răng với ta sẽ là kẻ đầu tiên phải chịu xui xẻo. Nam Châu chúng ta sẽ trở thành tuyến đầu giữa Yến và Triệu, hoàn toàn bại lộ trước răng nanh, bất kể lúc nào cũng có thể bắt lấy ta. Vùng biên cảnh này sẽ ngăn cản lượng lớn nhân lực, vật lực và tài lực của Nam Châu ta. Nước Yến tiêu hao, nước Hàn sẽ lập tức ra tay. Trời mới biết nước Triệu sẽ làm chuyện gì đối với Nam Châu ta. Vì lẽ đó, nhất định phải mau chóng bình định nội loạn, không cho Hàn Tống có cơ hội xua quân đánh vào. Nghiêu Hữu đạo ngõ ngón trỏ cộp cộp lên mặt bàn trà. Lúc này đến phiên Cao Kiến Thành cười khổ, đạo ra, ngài cũng quá để cao ta, cho dù ngài có ném bộ xương già này ra cũng không đập chết ai được cả, càng không hù dọa được ai. Ta làm gì có bản lĩnh bình định nội loạn này, ngài nói lời ấy đúng là bắt nạt ta. Nghiêu Hữu đạo, ngươi không bình được, Nam Châu ta có thể bình, bây giờ chỉ còn thiếu một cái cớ danh chính ngôn thuận để xuất binh lần này ta đến chính là vì việc ấy, cớ xuất binh danh chính ngôn thuận, cao kiến thành hơi cao mày, ánh mắt quỷ quyết nháy nháy, thử hỏi. Chẳng lẽ muốn triều đình hạ chỉ, như hữu đạo gật đầu, cao đại nhân đoán cái đúng ngay, có điều, trận chiến này không thể để một nhà chúng ta xuất lực, cần chư hầu đồng tâm hiệp lực. Nam Châu ta muốn thống nhất điều động quyền binh mã của nước Yến. Phản quân tàn phá bừa bãi, thương vĩnh trung kia lại trốn ở kinh thành giả chết, trước đại tư mã cũng thành đồ trang trí cao đại nhân có chắc chắn để bệ hạ cho rong bình quận vương mượn dùng cái chức đại tư mã này một lát a à, cao kiến thành kinh ngạc giật nảy mình trao đổi ánh mắt với phạm truyện từng gặp công phu sư tử hoảng chưa từng thấy há miệng lớn như vậy chuyện này ông ta nhất thời không biết nên làm sao một hồi lâu sau mới dở khóc dở cười nói đạo gia thứ cho ta nói thẳng vị trí đại tư mã này bệ hạ cho ai cũng không thể cho quận vương rong bình nguyên nhân nói ra chắc hẳn ngài cũng biết cho dù ngài có thể khiến ba phái ép bệ hạ thoái vị, dù cho thái tử kế vị cũng không thể đồng ý với ba phái giao cho quận vương Dòng Bình. Đạo gia, ta nói cũng vô dụng thôi, nếu ta thật sự dám nói chuyện này, buổi sáng vừa nói, buổi chiều toàn ra sẽ phải chui vào quan tài ngủ. Nghiêu hữu đạo, với năng lực của cao đại nhân mà thật sự không có biện pháp nào sao? Hoặc là nói, cao đại nhân có thể cung cấp một khả năng hay chăng, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Cao kiến thành đung đưa đôi tay, việc này tuyệt không có một chút khả năng, liên lụy quá nhiều lợi ích, phái bảo hoàng sẽ không đồng ý. Dù đạo gia tìm đến ba đại phái, ba đại phái hẳn cũng sẽ không mở miệng nói chuyện này. Chuyện này vừa ra, không cần nước khác tấn công, bản thân nước Yến đã triệt để hỗn loạn. Thấy như hữu đạo cao mày, ông ta vội bồi thêm một câu. Đạo gia, đến cả ý chỉ của triều đình mà chư hầu còn bằng mặt không bằng lòng, cho dù triều đình hạ chỉ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chư hầu sẽ nghe lệnh hay sao? Nghiêu hữu đạo, chỉ cần triều đình có thể hạ ý chỉ này, Nam Châu sẽ có biện pháp để chư hầu nghe theo hiệu lệnh. Cao Kiến Thành ngạc nhiên bật thốt lên một tiếng, nói. Đạo gia chắc chắn như vậy, có thể nói nguyên do hay chăng? Lần này đến chính là để ông ta hỗ trợ nghĩ biện pháp, như hữu đạo tất nhiên không giấu ông ta, thuật lại phương lược không tiếu phản quân chỉ tiếu chư hầu của mông Sơn Minh. Cao Kiến Thành nghe xong, chậm rãi ngẫm nghĩ, dần thường thức ra ý nghĩa trong đó, trong mắt dần tỏa ra vẻ kinh hãi, vuốt sâu thở dài nói. Mông Sơn Minh không hổ là mông Sơn Minh, Đúng rồi, năm lộ viện quân, Thứ sử châu cung từ cảnh nguyệt, thứ sử châu đồ an hiển triệu, thứ sử châu hảo tô khải đồng, thứ sử châu phục tân mậu, thứ sử châu trường trương hổ, tất cả đều là bộ hạ cũ của mông sơn minh, đều do ông ấy một tay dẫn dắt năm xưa. Năm người này có bao nhiêu cân lượng, ông ấy là người nắm rõ nhất. Người khác tiêu diệt năm người kia còn có thể khó, nhưng mông sơn minh chắc chắn. Quả là đáng tiếc, ông ta lắc đầu thở dài, vẻ tiếc hận, nghiêu hữu đạo, vì sao đáng tiếc, cao kiến thành than thở. Nếu mông sơn mình có thể cho triều đình sử dụng, sao đại yến lại lâm vào cục diện hôm nay, từ lâu đã bình định nội loạn, có điều. Ông ta lại lắc đầu, nói tiếp, nếu triều đình thật sự dùng ông ấy, e rằng chỉ có phiền phức. Nghiêu hữu đạo, vì ông ta là bộ hạ tâm phúc của chữ vương, cao kiến thành hơi xua tay. Đạo gia cũng biết chữ vương tay cầm binh quyền to lớn của nước yến vì sao mà vẫn bại, vì không phải đối thủ của bệ hạ sao. Không vì cái gì khác, chỉ vì y quá giỏi đánh nhau ngoại trừ năm lộ thứ sử vừa nãy không nói bây giờ trong số các đội quân phòng ngự biên cảnh có thứ sử châu kỳ ngô khang an thứ sử châu bột trần cửu có ai không có chỗ dựa là trưởng lão ba đại phái sau lưng thứ sử châu bắc thiệu đăng vân là một ngoại lệ kẻ phản quốc thoát khỏi khống chế mới quay trở về là sẽ gặp phải chuyện như vậy có người muốn nhúng một tay nhưng tạm thời không có cơ hội dù là nam châu cũng vì có ân oán hút mắc với bệ hạ mà có kẻ đang quan sát sau này sớm muộn gì cũng có người muốn nhúng tay vào Nghiêu hữu đạo suy tư, hắn nghĩ tới cung chủ Long Hưu của cung tiêu giao, cái vị hung hăng muốn hắn phải cưới dịch thư kia. Cao Kiến Thành tiếp tục nói, những trưởng lão của ba đại phái cũng muốn có quyền lên tiếng trong môn phái, mà có thể chi phối thế cuộc một phương trong nước yến chính là quyền lên tiếng, cũng là lợi ích. Năm xưa chữ vương bình định chư hầu các nơi trong nước yến là giỏi đánh nhau, nhưng chư hầu bị bình rồi, đắc tội với ai? mươi 925, từ từ mưu đồ, Nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói đắc tội với rất nhiều tầng lớp cao trong ba đại phái. Cao Kiến Thành, đúng là như thế, một bầu nhiệt huyết của chữ vương quả thực khiến người ta kính nể, nhưng ông ta còn có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia hay sao? Vì sao lúc trước ông ta có tiếng nói cao như vậy, nhưng lại là người hiện giờ đăng vị? Mông Sơn Minh dù quy phục triều đình, triều đình cũng không dám dùng. Người có năng lực sờ sờ ra đó mà lại không thể dùng, ngài nói có đáng tiếc hay không? Khi còn trẻ, lão phu cũng là người nhiệt huyết một lòng báo quốc cũng nhiều lần gặp khó mới không thể không đối mặt với hiện thực nghiêu hữu đạo trầm mặc ngày hôm nay xem như hắn đã chân chính được người khác dạy cho một khóa hắn trầm ngầm nói cao đại nhân quả nhiên nhìn xa trông rộng ta cũng hiểu rõ ý của đại nhân nhưng đã không thể lui được nữa lùi một bước chính là vạn kiếp bất phục sự do người làm gặp núi mở đường gặp sông bắc cầu thấy hắn còn chưa chịu từ bỏ cao kiến thành bưng chén trà chậm rãi nhấm nháp đồng thời cũng suy tư một hồi lâu sau ông ta chậm rãi đặt chén trà xuống. Cao mỗ có chút biện pháp, không biết đạo gia có nguyện ý lắng nghe. Nghiêu hữu đạo, cao đại nhân nói đều là lời vàng ngọc, có thể có cơ hội lắng nghe là vinh hạnh của ta, cứ nói đừng ngại. Lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, người đến địa vị như cao kiến thành, bất kể kiến thức hay lòng dạ đều sẽ không dễ dàng mở miệng, sẽ không nói nhiều với người tầm thường như vậy. Cái gọi là nói nhiều tất có lúc lỡ lời, hôm nay cao kiến thành xem như ngoại lệ, cũng có ý định cho nghiêu hữu đạo thấy thành ý, che che giấu giấu sợ nghiêu hữu đạo suy nghĩ nhiều. Cao kiến thành, cho dù có thể bình diệt được phản loạn, cũng phải chờ. Hiện giờ không phải lúc Nam Châu xuất binh, một nguyên nhân trong đó thì ta đã nói rồi. Hiện nay có người muốn tiêu hao sức mạnh của giới tu hành, sẽ không dễ dàng để Nam Châu phá cục. Thứ hai, xen vào một trong số đó, bất kể là Hàn, Tống hay nước triệu đều sẽ không manh động. Vì lẽ đó, đạo gia cũng không lo lắng Tống, Hàn sẽ xuất binh tấn công Yến. Nguyên nhân thứ ba, có đủ thời gian cho nam châu chuẩn bị trước khi chiến tranh thứ tư hiện tại chưa hầu khắp nơi còn chưa lên sàn toàn bộ nếu bọn họ còn chưa bại trận hết thì cũng chưa tới lượt nam châu ra trận chỉ đến khi thế cuộc khiến ba đại phái và triều đình cũng hoảng rồi đạo gia mới có tư cách bàn điều kiện ngưu hữu đạo nghe xong khẽ gật đầu lúc trước hắn án binh bất động chỉ vì điều thứ ba mà đối phương vừa nói những chuyện khác hắn không thấy rõ ràng được như cao kiến thành Bây giờ đối phương giảng giải trật tự và quy luật rõ ràng rành mạch như vậy, lòng hắn mới xem như dần nắm chắc. Hắn hỏi, ý của Cao Đại Nhân là, đến lúc đó, triều đình mới có thể trao quyền lực tư mã cho dòng bình quận vương. Cao Kiến Thành xua tay, đạo gia cả nghĩ, chữ ngoại tặc, không phải gia nô. Bất cứ lúc nào cũng không thể giao quyền to cho dòng bình quận vương. Cao Mỗ muốn hỏi là, đạo gia muốn bình định nội loạn, hay là muốn thừa cơ đoạt quyền? Nghiêu hữu đạo, nếu như có thể cả hai cùng đạt tất nhiên tốt nhất, nếu không thể bao quát nhiều mặt thì trước tiên bình nội loạn, ổn trận tuyến. Cao Kiến Thành gật đầu, được, vậy không ngại kiên trì thêm, từ từ đổ mưu, như hữu đạo, nguyện ý nghe Cao Kiến. Cao Kiến Thành, quyền lực đại tư mã dù thế nào cũng không thể giao cho quận vương dòng bình, điểm ấy dù ba đại phái cũng không bức bách được, người càng không nổi. Nếu chỉ là bình định, không có quyền lực đại tư mã cũng có thể làm được. Thế cuộc đến mức độ nhất định, muốn một chiếc thống soái bình định lâm thời hẳn là không thành vấn đề. Huống chi, hiện giờ coi như muốn lấy được quyền lực đại tư mã cũng chỉ hại nhiều hơn lợi. Bất kể thực lực trước mắt của Nam Châu hay thực lực của đạo gia đều không hơn được triều đình, lấy được cũng khó bảo vệ, chỉ thêm phiền phức, không ngại chờ lâu dài xem. Chỉ cần bình định thành công, tiếp đó chính là lòng người hướng về. Sức ảnh hưởng chính là vô giá, kẻ đắc nhân tâm sẽ có được thiên hạ. Đây chính là bậc thang để đạo gia và Nam Châu có thực lực bước lên tầng cao hơn nghiêu hữu đạo im lặng suy tư mạnh mẽ nói được cứ như đại tư đồ nói cao kiến thành nghe vậy liền mỉm cười cũng thở phào nhẹ nhõm có thể nghe lời ấy là tốt rồi bằng không nếu hắn thật sự ép ông ta phải đi kiếm cái quyền bính đại tư mã kia không ép ông ta đến chết là không xong căn bản là không thể bảo ông ta làm kiểu gì đại sự đã quyết bầu không khí nhất thời ung dung hơn nhiều nghiêu hữu đạo thỉnh giáo cao kiến thành một số quốc sự phạm chuyên đứng nghe cũng nở nụ cười ra vào bận rộn lấy rượu và thức ăn lên. Cao Kiến Thành vẫn đang đói bụng tiếp khách, còn chưa ăn cơm tối. Khách và chủ từ từ dùng cơm trong thư phòng, cuộc tán gẫu này kéo dài tới nửa đêm, đối với nhiều hữu đạo, cơ hội như vậy cũng hiếm thấy. Kiến giải của Cao Kiến Thành đứng ở độ cao mà người bình thường không tiếp cận được, chân chính khiến nhiều hữu đạo nhận được lợi ích không nhỏ, cũng có hiểu rõ sâu sắc hơn đối với thế của các nước. Nếu không phải thấy Cao Kiến Thành đã lớn tuổi, người ta làm việc cả ngày sẽ tốn tâm lực, đến giờ có vẻ mệt mỏi, mà bản thân hắn cũng không tiện ở lâu bằng không quả thực hắn còn chưa muốn đi hắn thật sự muốn tán gẫu liền mấy ngày đêm cùng cao kiến thành lúc đứng dậy cáo từ cao kiến thành tự nhiên giữ lại đêm khuya thăm thẳm ra khỏi thành không tiện không bằng ở tạm chờ trời sáng hãy đi nghiêu hữu đạo cười ta không đến một mình bên ngoài còn có người tiếp ứng đang chờ đợi nếu như thế cao mỗ không giữ lại nữa cao kiến thành gật đầu lại hỏi đạo gia chuẩn bị ra khỏi thành thế nào cửa thành đóng chặt, lại có tu sĩ canh giữ, ông ta cũng sợ Ngưu Hữu Đạo xảy ra chuyện. Một khi hắn rơi vào tay triều đình, ông ta cũng phải lo lắng đề phòng. Ngưu Hữu Đạo, đi ra ngoài rồi sẽ có biện pháp, cao kiến thành, nếu đạo ra là không chê, hãy để ta sắp xếp. Ngưu Hữu Đạo đồng ý, ông ta lập tức bảo Phạm Chuyên đi sắp xếp. Chuyện sau đó thực sự đã chứng minh. Đến mức độ như Cao Kiến Thành, muốn sắp xếp một người ra khỏi thành trong đêm không phải việc khó gì. Huống hồ, Nhiêu hữu đạo là một tu sĩ tới cửa thành Nhiêu hữu đạo đã đổi quần áo sĩ tốt đi theo một đội tuần tra đi dò xét trên đường đến góc đường không có đèn đuốc tối tăm tiểu đội trưởng đội tuần tra để những người khác đi trước Nhiêu hữu đạo đứng lại đánh mắt ra hiệu cho Nhiêu hữu đạo chỉ hướng tường thành Nhiêu hữu đạo hiểu ý quan sát bốn phía một lượt nhân lúc không có ai chú ý vươn mình nhảy một cái lên tường thành nương theo bóng đêm nhẹ nhàng đi xa trên đường đi quần áo ngụy trang được kéo xuống lại tới sâu trong núi rừng, thuận lợi gặp lại Quản Phương Nhi. Quản Phương Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, đợi lâu như vậy, lại không liên lạc được, bà ta vẫn đang lo lắng. Lúc này gặp được rồi, bà ta oán giận nói, nói đi một lát sẽ quay lại, sao để ta chờ lâu như vậy? Nhiêu hữu đạo lướt nhìn bộ ngực đã được buộc lại của bà ta, cười nói. Có việc lỡ thì giờ, hết cách, đi thôi. Quản Phương Nhi cũng không dám ở lâu. Hai người cưỡi chim điêu xích liệp bay lên không. Lên trên không đón trăng sáng, bầu trời đầy sao, Nghiêu Hữu Đạo lấy từ trong tay áo lên một cây châm vàng, gọi. Hồng Nương, chuyện gì? Quản Phương Nghi điều khiển chim đang lào bầu oán giận không chịu yên, quay lại nhìn, ánh mắt trợn lên sửng sốt, nhìn thấy cây châm lấp lánh tỏa sáng dưới trăng. Nghiêu Hữu Đạo giơ tay, nhẹ nhàng cắm trên búi tóc nam mà bà ta đã hóa trang. Phần đuôi châm vàng treo dây vàng lay động theo gió, Quản Phương Nghi sững sờ nhìn hắn, Nghiêu Hữu Đạo tỉ mỉ xem xét, ánh mắt của ta không tệ, đổi lại trang phục phụ nữ nhất định càng đẹp mắt hơn. Quản phương nghi giơ tay một cái lấy xuống, nghi ngờ hỏi. Từ đâu ra, nghiêu hữu đạo, đương nhiên là mua cho ngươi. Quản phương nghi càng ngờ vực, lật qua lật lại xem. Mặt trời mọc từ hướng Tây, ngươi mà mua cho ta cái này. Ngươi bị rút gân chắc, mà không đúng. Nghiêu hữu đạo ngạc nhiên, cái gì không đúng. Quản phương nghi đã bắt đầu động thủ, lục soát người hắn. Trường 926, xuất phát tới yêu ma lĩnh. Nghiêu Hữu Đạo kêu lên, ngươi làm gì thế, đừng tái máy tay chân, ngươi là tên quỷ nghèo, trên người vốn không có tiền, lấy đâu ra tiền mua cho ta thứ này. Có phải ngươi giấu tiền riêng, hay là vào thành phát tài, lấy tiền nợ lão nương ra đây? Ta nói ngươi đấy, chẳng thú vị gì cả, lòng tốt như vậy lại bị coi là lòng lang dạ thú. Lão tử kiếm chút tiền mua cái này có gì khó hay sao? Phơ phét một trận, ngay cả miếng đồng cũng không có, quản phương nghi không thể làm gì hơn là dừng tay, nửa tin nửa ngờ nói. Thực sự là mua cho ta, Nghiêu Hữu Đạo giơ tay lên trời, lão tử thề với trời, vay tiền mua cho ngươi, nếu có một câu nói dối, trời đánh ngũ lôi, lần này ngươi hài lòng chưa? Hi hi, quản phương nghi cười run rẩy, tin ngươi lần này, nói xong, bà ta xoay người điều khiển chim nhào xuống dưới. Nghiêu Hữu Đạo khó hiểu nói, đi đâu, tìm chỗ thay quần áo, nào có người đàn ông nào đeo cái này, đổi lại quần áo phụ nữ cho người xem xem có dễ nhìn hay không. người có bị bệnh không? còn chưa ra khỏi phạm vi kinh thành, người còn có lòng làm chuyện này. trở về rồi đổi quần áo không được hay sao? không được, đường dài từ từ, phải chờ tới năm nào tháng nào. một chiếc đèn lồng ánh đèn lắc lư, một chiếc lư hương khói xanh lượn lờ. thiệu bình ba ngồi khoanh chân trên giường, một tay chống trên bàn làm việc, một tay bê cuốn sách xem xét. trên bàn có một bàn cờ chưa chơi xong. Người dưới ánh đèn có ý vị đầy ung dung, nho nhã. Thiệu Tam tỉnh đi vào, tới cạnh y giơ tay ra, nhiệt độ trong phòng không thấp, ông ta muốn cởi áo khoác trồn bạc trên người y xuống. Nhấc cuốn sách lên, Thiệu Bình ba cản tay ông ta lại. Thiệu Tam tỉnh đành phải thôi, nhẹ giọng nói. Bệ hạ sợ đại công tử cô đơn nên sai người đưa tới hai mỹ nhân, sắc đẹp lẫn khí chất đều được chọn tốt nhất, nhận hay không nhận. Thiệu Bình ba bình tĩnh, quân ân không dám từ, thu xếp đi, bên kia sao rồi thiệu tam tỉnh biết y hỏi việc gì đáp đã thống kê cùng lúc với tin tức từ phía đông truyền tới hai bên tổn thất khoảng nghìn tu sĩ ánh mắt thiệu bình ba rời khỏi cuốn sách nhìn về phía bàn cờ đưa tay nhấc quân cờ trong bát lên đặt một cờ trắng trên bàn lại nhặt mấy quân cờ đen khác trên bàn vứt sang bên sau đó tiếp tục xem sách của mình dáng vẻ đọc sách khó hiểu này khiến thiệu tam tỉnh nhận ra điều gì thử hỏi đại công tử phải chăng có gì muốn nói thiệu bình ba yên tĩnh đọc sách không quan tâm ông ta hầu hạ nhiều năm, thiệu tam tỉnh hiểu y, không lên tiếng chính là không muốn nói, cũng không cần hỏi lại, liền kho mình lui ra ngoài, không quấy dày nữa. Thiệu bình ba liếc nhìn ông ta rời đi, ánh mắt lại trở về cuốn sách. Đối với y, về mức độ nào đó mà nói, y không thua trên tay nhiều hữu đạo, mà là thua trên tay đám tu sĩ kia. Đám tu sĩ kia can thiệp quá nhiều, dù ở nước tấn cũng vậy. Trình độ khống chế này khiến y khó có thể triển khai. Đặc biệt là đám học sinh mà y mang tới kia, như gặp phải một tấm sắt, lực cản cực lớn, khó có thể tham gia để tầng tầng lớp lớp phát huy năng lực. Nói trắng ra là, khó có thể nắm được thực quyền nhất định. Đó đều gốc rễ căn bản của hắn, gốc rễ không ổn, tương lai của y cũng khó ổn. Bớt đi một chút là thêm một chút, tu sĩ tham dự ít đi, sẽ bắt đầu dùng người trong thế tục nhiều hơn, cần người có năng lực ra ngoài làm việc. Đối với những học sinh của y, hoặc đối với tình cảnh trước mắt, sự tình chính là như vậy. Cho nước triệu 3 phần 10 lợi ích, nước tấn vẫn hung hăng không cho tấn vệ tề thái độ của ba nước này đều không thể nào thống nhất thái độ của nước tấn có buông lỏng là do y thúc đẩy thứ dành cho nghiêu hữu đạo chính là tai ương ngập đầu không chút báo trước y cũng có thể nghĩ đến ba đại phái nước yến sẽ không để cho châu nam dễ dàng phá cục muốn kiềm chế châu nam không thể nhúc nhích mãi đến khi cục diện chuyển biến xấu mới nhẹ nhàng đẩy một cái là cái y muốn khiến cho nghiêu hữu đạo chỉ có thể trơ mắt nhìn tâm huyết một tay dồn vào châu nam bị hủy hoại trong một ngày dưới đại thế y muốn xem xem nghiêu hữu đạo còn có thể làm sao yêu ma lính tương tự với thành trích tinh băng tuyết cát nằm trên cùng một dãy núi với phiêu miễu cát nhưng ở cách nhau rất xa tuy cùng là tu sĩ nhưng nhân loại vẫn có mức độ bài xích nhất định đối với yêu ma quỷ quái vì vậy yêu ma quỷ quái đều thích tới đây giao dịch nói về mức độ nào đó đây là một góc bị lãng quên vì nguyên nhân địa hình đặc biệt, quanh năm bị mây đen bao phủ, khó gặp ánh mặt trời. kiến trúc chủ đạo của yêu ma lĩnh là đào móc trên ngọn núi to lớn. trên một ngọn núi bị đào móc, đục đẽo thành hình đầu lâu to lớn, nơi này tên là ma cung, vốn là tổng đàn của ma giáo. có điều bây giờ ma giáo đã dần dần xa sút, chỉ vì trong ma giáo xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, ô thường, ô tường, một trong chín chí tôn đương thời. trước khi quật khởi, y là hữu sứ của ma giáo trong thời gian ngắn lúc đó đã xảy ra không ít chuyện lạ giáo chủ ma giáo và cũng là nghĩa phụ của ô thường đã chết ô thường cũng không lên làm giáo chủ ma giáo mà sau lần đó ma giáo đã không còn giáo chủ cũng không còn hữu sứ thánh nữ truyền thừa đã dâng thân cho ma giáo từ nhiều năm trước lại nảy sinh tình yêu nam nữ với người ô thường tức giận thánh nữ vừa chết vị trí thánh nữ ma giáo cũng biến mất bây giờ ma giáo chỉ có một tả sứ dưới thực lực tuyệt đối yêu ma lĩnh tự nhiên trở thành lãnh địa riêng của ô thường. Ô thường nể tình cũ, không đánh đuổi người của ma giáo. Ma giáo thành kẻ giữ nhà của yêu ma lĩnh, tương tự với hàng ngũ của thành chủ thành trích tinh, nói là người của ô thường, nhưng lại không phải người của ô thường. Trên vách núi, triệu hùng ca một chân treo vách núi, ngồi đó, một tay chống người, một tay cầm hồ lô rượu đổ vào trong miệng. Gào, trên sườn núi dốc cách đó không xa, kim mau hống bỗng nhiên gào lên giận dữ với trời, răng nanh dữ tợn, vút sắc dọa người, đuôi vung vẩy như roi thép. Dường như đang nhắc nhở triệu hùng ca, có người đến, lại như cảm ứng được biến hóa của trời cao. Mây đen vần vũ bao trùm cả bầu trời đang biến hóa, có một trụ sáng xuyên thấu qua, cảnh tượng vô cùng kỳ ảo, tăng thêm sắc thái khác cho thế giới âm trầm này. Hồ lô rượu trong tay triệu hùng ca cứng đờ, trên tròm dâu dài quanh miệng có vết rượu, đôi mắt say mê ly nhìn cột sáng huyền hoặc kia, dường như đang nhớ về cái gì đó. Trong mắt ông ta đầy vẻ hồi ứng, đang chìm đắm trong chuyện cũ vui vẻ nào đó. Cách đó không xa có người bay tới, là một người đàn ông luôn mỉm cười ung dung. Trong nụ cười của y chất chứa tang thương, trên gương mặt cương nghị như dùng đao gọt thành lộ ra vẻ hiền hòa, thể hiện một dạng mị lực nam tính khác loại. Thân mặc trang phục đen bằng tơ lụa, phiêu giật bay tới như tiên. Mái tóc dài đón giá phấp phới sau y phục, tóc dài nửa đen nửa trắng, trắng ở phần đuôi. Người này chính là tả sứ ma giáo, nam thiên vô phương. Sau khi hạ xuống, hai tay y vung lên một cái, tay áo rộng lớn cùng vạt áo dài bay lượt, sau đó cũng ngồi khoanh chân bên cạnh Triệu Hùng ca, nhìn dáng vẻ si mê của ông ta, hỏi. Cười cái gì, Triệu Hùng ca trả lời như mê sảng, đẹp quá, có thể, Nam Thiên vô phương cũng nhìn về phía cột sáng, sau đó chậm rãi nói, ngươi chạy đi sơn trang mau lư đã làm kinh động vị kia, đã hỏi việc này. Triệu Hùng ca, không buộc ngươi xử trí ta, không tìm được ma điển, vị đó sẽ không dễ dàng giết ngươi vật kia còn có tác dụng đối với gã, gã sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nam Thiên vô phương đáp, xong lại hỏi, ngươi là người cuối cùng tiếp xúc với thánh nữ, ngươi thật sự chưa từng thấy ma điển. Triệu Hùng ca, nói bao nhiêu lần, thật sự chưa từng thấy. Nam Thiên vô phương, chí ít ngươi cũng là người có khả năng biết tung tích của ma điển nhất. Không biết, Triệu Hùng ca trả lời, ngẩng đầu uống rượu, chương 927, yêu ma lĩnh lại tan vỡ. Nam không vô phương, sau này hãy thận trọng, nếu không sẽ gây phiền toái cho chính ngươi gã không thể giết ngươi nhưng có thể giam cầm ngươi triệu hùng ca ta cũng không thể trơ mắt nhìn thượng thanh tông đứt đoạn mất hương hỏa chứ nam thiên vô phương không hẳn là giúp gã có lẽ phiêu miếu các đã nhìn chằm chằm vào gã triệu hùng ca cười ha ha ngươi đang lo về gã hay đang lo một người khác ngươi cả nghĩ quá rồi nam thiên vô phương lạnh nhạt đáp vung tay cướp rượu của ông ta không chê bẩn ngẩng đầu tu ứng ực sảng khoái uống một phen tiêu sái ném hồ lô rượu lại, tiếp tục nói. Lần này ván cuộc quá lớn, sợ là ngươi không muốn giúp gã cũng không được. Lần này hắn thật sự phiền phức, triệu hùng cao ôm hồ lô rượu trong lòng, dung đùi đắc y nói. Không hẳn, đông quách hạo nhiên thu được một đệ tử tốt. Em gái, đẹp không? Thương Thục Thanh đang muốn đi tìm Nhiêu Hữu Đạo, va và vào Quản Phương Nhi cũng đang đi tới. Quản Phương Nhi vung vẩy cây châm vàng trên đầu hỏi. Thương Thục Thanh nhìn chầm chầm nhìn một hồi, không phát hiện có gì đặc biệt, chỉ là một cây châm vàng bình thường đến không thể bình thường hơn, không chút tô điểm, chỉ là vàng. Giống như trang sức của những quý phụ nhà già bình thường, thương Thục Thanh không biết bà ta thích những đồ vật tục như vậy từ lúc nào, nhưng vẫn gật đầu nói. Thứ gì ở trên đầu đại tỷ cũng đẹp, nói một đằng nghĩ một nẻo, quản phương nghi cười khúc khích, chỉ chỉ lên trời nói. Tục thì tục một chút, nhưng cũng coi như ông trời mở mắt, giúp tên kia khai khiếu rồi, còn biết tặng thứ này cho ta, làm cho ta thật vui vẻ. Thương Thục Thanh kinh ngạc, Đạo gia tặng, quản Phương Nghi, đúng nha, người nghe xong có phải cũng không tin nổi. Thương Thục Thanh không khỏi mà nhìn cây châm kia, đúng là có vẻ ước ao. Chính lúc này, Nhiêu Hữu đạo cầm một cái túi ra từ trong viện đi ra, nhìn thấy hai người bèn hỏi. Nói xấu sau lưng ta cái gì đó? Có tật giật mình, quản Phương Nghi khinh bỉ trả lại một câu, lắc mông, lắc quạt, lắc châm vàng chỉ vàng trên đầu bỏ đi. Hai người nhìn theo một lúc, Thương Thục Thanh tiến tới, nghiêu hữu đạo nhìn bóng lưng quản phương nhi lưng buông tiếng thở dài người phụ nữ này cả ngày chỉ biết đi loạn không chịu chăm chỉ tu luyện đầu óc cũng không thể nói là rất tốt ta thật sự nghi ngờ làm sao nàng ta sống ở nơi đầy hổ lang như tề kinh kia đến tận bây giờ còn rêu dao như vậy dứt lời hắn lại lắc đầu thương thuộc thanh hé miệng cười đại tỷ là người có phúc kỳ thực nàng thật sự hâm mộ quản phương nhi nàng phát hiện quản phương nhi và nghiêu hữu đạo rất hợp cử chỉ lời nói giữa hai người khiến cho người ngoài có ảo giác rằng hai người là bạn cùng lứa tuổi vậy nàng cũng từng tiếp xúc với hắc mẫu đơn nhưng nàng không nhận thấy cảm giác này giữa hắc mẫu đơn và ngưu hữu đạo dứt lời nàng có vẻ muốn nói lại thôi ngưu hữu đạo nhìn một hồi hỏi có việc gì sao thương thục thanh nhắc nhở nghe nói thứ sử châu hảo tô khải và viện quân bị phản quân đánh bại đây đã là đợt viện quân thứ ba bị đánh bại lời nàng nói có vẻ như nghe lời đoán ý thương chiêu tông thật sự cuống lên bản thân không làm được, đành ngầm ám chỉ với muội muội để muội muội nghĩ cách khuyên nhủ. Nưu Hữu Đạo vừa nghe liền hiểu rồi, nói: "Chờ đi, phải giữ bình tĩnh." Thương Thục Thanh nhìn theo hắn rời đi có vẻ nhụt chí cúi gục cằm, không dám nói gì thêm nữa. Trước mặt Nưu Hữu Đạo, nàng càng ngày càng cảm thấy áp lực. Dù Nưu Hữu Đạo ngồi đó yên tĩnh nhắm mắt lại để nàng trải đầu, nàng cũng cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Ra khỏi sơn trang, Nưu Hữu Đạo đi thẳng đến viện tiếp khách. Trong viện hắn nhìn thấy Vân Cơ đeo khăn lụa che mặt, không chịu dùng mặt thật gặp người. Hai người ngồi trong phòng khách, như hữu đạo để túi lên bàn. Đây là linh nguyên đan cho ngươi tu luyện, hẳn là đủ cho ngươi dùng một thời gian. Vân Cơ hơi gật đầu cảm ơn, hỏi, việc điều tra người kia thế nào rồi? Như hữu đạo, làm dự tính xấu nhất đi. Vân Cơ cả kinh, lẽ nào thật sự là? Như hữu đạo xua tay ngắt lời, đôi khi không nên nói ra lời. Vân Hoàn Huynh vẫn đang dẫn người trên đường, có lẽ không tới mấy ngày nữa sẽ tới. Còn về bên phía quỷ mẫu thì đã dẫn quỷ tu núi hãm âm tới rồi. Nói chung, ta đã chuẩn bị chu toàn, ngươi cũng phải coi như chưa có chuyện gì xảy ra, an tâm ở lại đây tu luyện. Ta đã sai người chuẩn bị hang núi cho ngươi, sẽ không làm lỡ việc tu luyện của ngươi. Vân cơ chỉ có thể nghiêm túc gật đầu. Quận Thanh Sơn, cạnh bến tàu biển, những chiếc thuyền lớn nhỏ khác nhau cập bờ đầy chật, còn có nhiều chiếc khác chưa cập bờ đúng lúc. Nước vệ vận chuyển đến rất nhiều lương thực, Đường đi không dài đằng đẵng như lúc trước nhiều hữu đạo vận chiến mã từ nước tề về, nhảy qua nước tề và nước tấn, từ nước vệ tới bên này không phải quá xa. Vì vậy, trong số vật tư tiếp tế từ ba nước, lương thực của nước vệ đến trước. Trên bờ có không biết bao nhiêu xe ngựa tụ tập, trong không khí đầy dẫy mùi phân xúc vật khó ngửi. Rất nhiều tu sĩ nước vệ đã lên bờ, cũng không ít tu sĩ đứng trên đỉnh thuyền cảnh giới xung quanh. Trong biển cũng có tu sĩ chìm chìm nổi nổi, phòng ngừa của kẻ đánh lén dưới nước trên bờ có rất nhiều quân nhân chú đóng thương chiêu tông tự mình dẫn người tới tiết khiếu cũng tự dẫn người từ châu định tới lương thực đến lãnh thổ của ai người của châu phủ nơi đó phải phụ trách hát giải thiết khiếu vốn không muốn đến nhưng triều đình muốn y đến theo dõi sợ châu nam gian lận một kẻ quy tội cho đối phương cướp người phụ nữ của mình để gây chiến một kẻ bị cướp ba quận địa bàn lúc trước còn đánh một trận sống còn hiện giờ lại vừa nói vừa cười có vẻ như quốc nạn phủ xuống đầu nên cùng vứt bỏ đi hiểm khích lúc trước, thực ra một người tình cờ hừ lạnh một cái, một người tình cờ cười gần một cái. Tiết khiếu đến đây dù sao cũng có phần lo sợ, trưởng môn cái hoan của thiên hoa động phủ, trưởng môn vạn khinh yên của phái tiên vân đều tự thân xuất mã, dẫn theo người đến hộ tống. Trên thuyền, một loạt tu sĩ lên bờ đi tới, đi đầu tiên là đại biểu ba phái tu sĩ nước vệ, trưởng lão thiên khuyết của Linh Hư Phủ, trưởng lão sùng cổ của Thủ Chính Các, trưởng lão côn nguyệt của Đại Nhạc Sơn. Sắc mặt ba vị này đều khó coi, vì hộ tống đám lương thực này, suốt cả chặng đường phải ngồi thuyền lắc lư liên tục chưa nói, mà càng phải tận mắt nhìn thấy rất nhiều tu sĩ nước vệ máu nhuộm biển xanh, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Song Phương chạm mặt, thấy thái độ của mấy vị này không ra sao, cũng chỉ đành vì tiện khách sáo mấy câu. Sau đó Song Phương giao tiếp lương thảo, căn cứ vào đơn hàng mà nước vệ giao tới, có tất cả 100.000 xe lương thực, trừ đi 30.000 xe khấu trừ cho nước Triệu còn lại, để tiết kiệm nhân lực nên toàn bộ đi đường biển. Sau khi chịu đựng các loại rủi ro trên biển, chỉ còn lại 8 phần 10, khoảng 50.000 xe. Giao hàng xong, còn lại là kiểm kê, rất nhiều lao dịch lên thuyền vận lương, xếp lên xe. Bến tàu bận rộn tiểu tít, huyên náo cả một vùng. Lúc này, trên không trung có bốn con chim bay tới, một con xích liệp điêu, ba con hắc ngọc điêu. Như hữu đạo, quản phương nghi dẫn trưởng môn ba phái của quận Thanh Sơn đến bốn con chim hạ xuống đất gây nên chú ý của mọi người thương chiêu tông có chút bất ngờ không nghĩ đạo gia đã lâu không xuất hiện của mình lại tới đây mau chóng đi tới chào hỏi các tu sĩ nhìn nhau đánh giá không ít người liếc nhìn nam tử áo hoa lặng lẽ đi theo sau nghiêu hữu đạo sau khi thương chiêu tông đi cùng nghiêu hữu đạo quay lại chào hỏi tu sĩ nước vệ xong đôi bên khách khí với nhau một phen người của ba phái nước vệ chăm chú đánh giá nghiêu hữu đạo dù sao danh tiếng cũng còn đó được biết tiết khiếu cũng ở đây Nghiêu Hữu Đạo xoay người lại cười nói. Tiết đại nhân cũng tới, lá gan thật không nhỏ, còn dám chạy tới. Khinh Châu Nam ta không có người sao? Chương 928, cứ gì ba vị trưởng lão lại tức giận như vậy? Không ngờ đối phương không thèm nể mặt mũi trước mặt mọi người, Tiết Khiếu nghiêm mặt nói. Châu Nam của ngươi, vương gia, đây là tên trọng phạm đã giết yến sứ của triều đình sao? Không phải đã cắt đứt quan hệ với vương gia sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Nghiêu hữu đạo chống kiếm trước người, cười gần, miệng lưỡi sắc bén lắm, còn dám rông dài, người có tin ta giết ngươi mà triều đình còn không dám đánh giấm hay không. Đến rồi còn muốn đi, lời ấy chứng tỏ không thèm để triều đình vào trong mắt, có thể nói là khinh nhờn triều đình trước mặt mọi người. Lam Nhược Đình đang bàn giao cho quan chức theo thuyền thấy tình huống không ổn liền mau chóng chạy tới. Thương Chiêu Tông biểu hiện quái dị, hiểm khi thấy Nghiêu Hữu Đạo ngang nhiên hung hăng như vậy. Quản Phương nghi đầu cắm châm vàng hơi nhíu mày, quả tròn trong tay chậm rãi vung vẩy. Sắc mặt tiết khiếu kịch biến, quả nhiên không còn dám nhiều lời, lòng liên tục kêu khổ. Y không muốn đến, triều đình càng ép y đến. Trưởng môn cái hoan của thiên hoa động phủ, trưởng môn vạn khinh yên của tiên vân phái lập tức đến cạnh bảo hộ tiết khiếu. Vạn khinh yên trầm giọng nói, như hiểu đạo, người đừng nên quá kiêu ngạo, như Hữu đạo, làm sao, hai vị cũng muốn ở lại cùng y luôn thể. Hầu như cùng lúc, nam tử áo hoa chắp tay cất bước, khoan thai tới gần cái hoan và vạn khinh yên rõ ràng tỏ vẻ e ngại ra mặt trưởng lão thiên huyết của linh hư cốc lên tiếng chúng ta tới đây không phải xem các ngươi nội chiến trưởng lão côn nguyệt của đại nhạc sơn nước yến đã sắp phong có tinh thần cãi nhau không bằng nhất trí đối ngoại có thể nói bọn họ tương đối bất mãn với tình cảnh này để đảm bảo cho nước yến tu tĩ nước yến chết không biết bao nhiêu người kết quả vừa đến đây đã thấy nước yến rơi vào dáng vẻ này quả thực cảm thấy oan uổng cho những người đã chết kia mà tiếp theo họ còn phải tiếp tục đi cùng gian thần nước yến giữa đường hận không thể đổ sát sạch sẽ làm mấy vị cười chê rồi nghiêu hữu đạo xoay người cười ha ha tiện đà đưa tay mời mấy vị đi biển lâu đã khổ cực xin mời vào dịch trạm mấy người thong dong rời đi người bên tiết khiếu lại càng sốt sắng hơn âm thầm tập trung người cảnh giác sau khi thu xếp xong mấy vị khách quý mấy người nghiêu hữu đạo đứng ở bến tàu ngoài dịch trạm xem tình hình bận rộn phí trường lưu hỏi đạo gia thật sự muốn động thủ với tiết khiếu, mấy người bên thương chiêu tông tức thì nhìn như hữu đạo. Như hữu đạo ra vẻ không thèm để ý, hiện giờ có ai rảnh rỗi để ý đến y, hù dọa một phen thôi. Y tới đây chính là để theo dõi đám lương thực này, không bắt người của y co vòi lại mà còn trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào đây, chẳng phải quá dễ để lộ. Thì ra là như vậy, phí trường lưu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thương Chiêu Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau, quản phương nghi mỉm cười, phát hiện người này đúng là xấu đến tận xương, đầu toàn suy nghĩ xấu. Thương chiêu tông thật vất vả mới gặp được nhiêu hữu đạo. trong ánh mắt ngăn cản của lam nhược đình vẫn không nhịn được mà nói với nhiêu hữu đạo: đạo gia trong tổ chắc mới có trứng tròn. châu nam còn ngồi nhìn nữa nước yến nguy rồi. đạo ra, nhiêu hữu đạo lên tiếng ngắt lời: vương ra, triều đình cũng không vội, ngài gấp cái gì? yên tâm đi nước yến không dễ đổ như vậy đâu. thương chiêu tông còn muốn nói điều gì bị lam nhược đình kéo. Chờ đến lúc lương thực trên thuyền đã được vận xuống thuyền xong xuôi, sổ sách tính toán xong, Nghiêu Hữu Đạo lập tức đánh tiếng với đầu lĩnh của Châu Nam rồi rời đi, để chuyện còn lại cho người dưới làm. Tiền tuyến trên chiến trường cần gấp vật tư, không thể kéo dài, chất lương lên xe xong lập tức xuất phát. Quân đội Châu Nam hộ tống trong lãnh thổ, nhưng đoàn xe mới ra khỏi quận Thanh Sơn không lâu liền xảy ra vấn đề. Xe tải lương xảy ra chuyện rồi, tiết khiếu dẫn người cưỡi ngựa lao nhanh từ đầu này đến đầu kia của đội tải lương, qua lại kiểm tra ban đầu, tiết khiếu còn chưa quá để ý, xe cộ hư hỏng trên đường là điều rất bình thường, chỉ có thể để đội thợ thủ công theo xe vừa đi vừa sửa. Sau đó phát hiện hiệu suất hư hỏng cao đến đáng sợ, không thể không tự mình đi kiểm tra. Vừa nhìn mới phát hiện vấn đề, những chiếc xe mà y thu thập từ Châu Định tới không xảy ra vấn đề lớn, vấn đề căn bản xuất hiện trên xe của Châu Nam. Trên xe của Châu Nam Đại Khái đều chở gạo mới, chất lượng rất có vấn đề. Trước mắt, bao lương đổ một bên xe chở lương cũng tản mác một bên. Nhảy xuống ngựa, tiết khiếu lượm một mảnh gỗ lên xem, lộ vẻ giận dữ đến nghiến răng nghiến lợi, vùng roi ngựa vụt chan chát lên gỗ, căm giận nói với trưởng lão ba phái nước vệ cùng theo kiểm tra. Lại vỡ rồi, cái xe nát gì thế này, linh kiện xấu chút ta còn hiểu, giờ tài chút phụ trọng đi đường mà còn vỡ được, thật quá đáng. Trưởng lão của thủ chính các nói, vậy thì mau gọi thợ thủ công tới sửa chữa, sửa tốt thì tăng tốc độ đuổi theo đội ngũ đi. Tiết Khiếu suýt nữa bị câu này làm cho giận quá thành cười. Y xem như phục những kẻ không thông chuyện quân sự này rồi, đúng là đứng nói chuyện không đau eo. Y lại vẫn không thể trách cứ, chỉ đành lắc đầu than thở. Linh kiện hỏng còn dễ sửa, thay thế một chút là được, nếu mà vỡ tan ra rồi còn làm sao sửa. Đây không phải là hỏng một chút, mà là vỡ ra từng tốp một, làm sao sửa? Ba vị trưởng lão chẳng lẽ còn chưa nhìn ra sao? Những xe bị hỏng căn bản đều là xe bên châu Nam. Châu Nam có ý định bắt lấy đám lương thực này, sắc mặt ba vị trưởng lão dần đen thui, vì hộ tống đám lương thực này, nước vệ chết nhiều tu sĩ như vậy. Vất vả mãi mới sống qua được đường biển, đưa vào lãnh thổ nước Yến, kết quả còn bị người trong nước Yến quấy rối. Ba người suýt chút nữa tức giận đến trào máu. Trưởng lão côn nguyệt của Đại Nhạc Sơn trầm giọng nói, lập tức thông báo cho thành thị gần đây, mau chóng thu gom xe cộ. Để ta xem xem ai dám kháng mệnh, tiết khiếu ai thán nói. Trưởng lão, vô dụng chủ đích quấy rối có thể nghe chúng ta mới là lạ. Ba người không tin ta vẫn muốn giải quyết, kết quả là khi tin tức được truyền tới các thành thị xung quanh, quan địa phương nói rằng trước đó đã nhận được quân lệnh của vương gia, nói rằng phải toàn lực phối hợp với chuyển vận lương thực, cũng đã lập tức hạ bố cáo để bách tính có xe phải hiến ra ngay. Kẻ dám giấu riêng sẽ bị nghiêm trị, đại loại là như vậy, quả thực có gọi được xe đến, nhưng hai ba cái mà thôi, chẳng có lợi ích gì đây chính là điển hình của cách nói trên có chính sách dưới có đối sách người phía dưới không phải người mình làm ra chuyện gì cũng có thể bôi ra được ba vị trưởng lão nước vệ giận đến mức muốn quảng gánh bỏ về không làm nữa nhưng nếu cứ vậy bỏ đi giờ ra nửa chừng cũng có lỗi đối với những người đã chết mà quay về cũng không có cách nào báo cáo kết quả giá nổi giận đùng đùng ba vị trưởng lão dục ngựa chạy gấp thoát ly đội vận lương tìm ngưu hữu đạo tính sổ may là vừa rời quận thanh sơn cách Sơn Trang Mao Lư không xa. Đồng thời họ cho người đưa tin về nước vệ, báo cáo tình huống. Tiết khiếu cũng khẩn cấp đưa tin cho triều đình nước Yến, xin mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết. Nghiêu Hiếu đạo đã ngang nhiên uy hiếp muốn lấy mạng y, mà y không một chút khả năng làm gì được châu Nam này. Quý khách tới chơi, Nghiêu Hiếu đạo tự nhiên lộ diện chiêu đãi, trà ngon dâng lên. Choang choang, loảng xoảng uống trà cái rắm, sung cổ vừa thấy mặt đã phát hỏa, vung tay áo lên, quét hết tách chén xuống đập nát vụn trong nhà thủy tạ đối mặt với ba vị trưởng lão nổi giận đùng đùng như hữu đạo giơ tay ngăn cản người bên cạnh vẻ kinh ngạc nói cớ gì ba vị trưởng lão tức giận như vậy sùng cổ chỉ thẳng vào mặt hắn quát như hữu đạo có phải ngươi định đối nghịch với ba phái chúng ta hay không như hữu đạo khiếp sợ sao trưởng lão sùng lại nói lời ấy ngươi bất giả bộ hồ đồ đi số xe chở lương kia là sao sùng cổ dùm beng nói lại chuyện rất nhiều những chiếc xe chở lương bị vỡ kia như hữu đạo vẻ mặt nghiêm túc không dối gạt ba vị trưởng lão châu nam lúc trước có từng đánh một trận cùng với châu định của thiết khiếu lúc đó đã chiêu tập một lượng lớn xe lương từ tay bách tính hao tổn quá lớn bách tính còn chưa lấy lại sức còn chiêu tập một lần nữa thực sự là trên tay bách tính châu nam không bỏ ra nổi nhưng vì trả lời cho triều đình thợ thủ công châu nam có thể nói là vội vội vàng vàng làm việc quá gấp gáp lúc trước ta đã lo lắng về số xe lương kia không ngờ quả thực xảy ra vấn đề rồi Trương 929, thê thảm không nỡ nhìn. Thật ra không hề khoa trương như lời hắn nói, chỉ có một đôi bánh xe thêm vài tấm ván gỗ là thành một chiếc xe ba gác có thể chở đồ, hoàn toàn khác với xe ngựa chân chính có thùng xe ở sau. Mặc dù yêu cầu kỹ thuật với bánh xe của xe ngựa khá cao, nhưng xe ba gác để chở hàng hóa lại không giống với xe ngựa để chở người. Kỹ thuật làm bánh xe để chở người phải chính xác đến từng ly, nếu không thì người ngồi trên xe sẽ bị va đập đến chết. Bánh xe để chở hàng hóa thì lại khác không phải lo lắng đến vấn đề sóc nảy với tai nạn chết người, chỉ cần là người học làm bánh xe thì đều có thể làm được, chẳng phải chuyện gì to tát, Nam Châu nhiều người lắm của, những thứ như hai cái bánh xe thêm một miếng gỗ, làm một chiếc xe ba gác để chở đồ trong thời gian dài như thế không thành vấn đề, chỉ sợ đám lừa để chở chúng không đủ. Nhưng ba vị trưởng lão cao tuổi này lại không biết, bình thường làm gì có ai lại chú ý đến việc này, rất nhiều người dân bình thường cũng không hẳn sẽ chú ý đến, có một vài việc khó mà lừa được những nhân vật nhỏ ở dưới nhưng người càng lên cao thì lại càng dễ bị lừa, đây chính là nguyên nhân khiến trước đây tiết khiếu vừa thấy tức vừa thấy buồn cười. Thật ra cho dù có hiểu những thứ này thì ba người họ cũng không còn cách nào khác, việc cũng đã đành rồi, còn thế nào được nữa. Tình hình của nước Yến lúc này, còn ai dám ép Nam Châu làm phản nữa sao? Ba người công lại cả đống tuổi, lại bị hắn nói đến mức ngẩn người. Nghiêu hữu đạo nghiêm túc nói linh tinh, ba người suýt nữa đã tin rồi. Nhưng dù sao cũng chỉ là suýt nữa thôi, dù sao ba người cũng không ngu huống hồ bọn họ đã biết có người muốn dở trò ở nam châu sung cổ vung bàn tay to lên bớt dở trò với chúng ta đi ba người chúng ta đến đây là để làm việc không phải đến nghe người kể khổ làm làm chứ sao có thể không làm được như hữu đạo trịnh trọng nói làm ngay lập tức đây bây giờ ta sẽ triệu tập thợ thủ công đến nghĩ cách giải quyết trong thời gian nhanh nhất nếu không có sẵn củi khổ thì có phải cho người đi dỡ nhà dân chúng ra cũng phải làm xong chiếc sự ở tiền tuyến quan trọng, ai dám làm trễ nải chứ? Vô eo ta đờ nào dai, thái độ kiên quyến đến nhường nào, hắn nói đến mức ba người không có lời nào đáp lại được, có tràn ngập lửa giận cũng không biết phải chút ra thế nào. Trưởng lão thiên khuyết của Linh Hư Phủ trầm giọng nói, bao lâu thì làm xong được. Người đâu, như hữu đạo sao có thể đưa ra thời gian chính xác được, hắn quay đầu lại quát lên, gọi lôi tông khang ra đây, lạnh lùng nói, lập tức liên hệ với vương gia, triệu tập toàn bộ thợ thủ công ở Nam Châu liên tục nhanh chóng chạy đến quan đạo vận chuyển lương thực, cố hết sức sửa chữa xe chở lương thực. Vâng, lôi Tông Khang nhận lệnh rời đi. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn về phía ba người, dò hỏi ba vị trưởng lão làm như vậy có vừa lòng ba vị chưa? Nếu như chưa hài lòng, ba vị trưởng lão cứ việc cho ý kiến. Phía bên ta sẽ cố hết sức phối hợp đồng thời làm theo ngay lập tức, tuyệt đối không trì trệ. Ba người thì đưa ra được ý kiến quỷ gì? Toàn nói những lời thô thiển, ngoại trừ việc để thợ thủ công nhanh chóng đến xử lý ra thì còn cách nào tốt hơn nữa. Những lời này của Nưu Hữu Đạo, ba người cảm thấy câu nào cũng có vấn đề nhưng lại hoàn toàn không biết có vấn đề gì. Côn Tử Nguyệt âm thầm chửi rủa, tu sĩ trong thiên hạ này vẫn còn quá ít, nếu không sao lại để mặc cho đám dân đen tầm thường này làm loạn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại phát hiện không đúng, Nưu Hữu Đạo cũng một trong những tu sĩ như bọn họ. Thiên Khuyết, nói cách khác số lương thực này phải chờ đến khi các ngươi sửa xe xong mới có thể kéo đi được như hữu đạo theo tình hình trước mắt thì cũng chỉ có thể như thế thôi thật sự là việc này đột ngột quá nam châu cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị thiên khuyết chờ đến khi các ngươi sửa xong chắc chiến tranh cũng đã kết thúc rồi như hữu đạo nghiêm mặt sao có thể làm lỡ việc lớn được thật ra ta có ý này không biết ba vị trưởng lão có muốn nghe không sung cổ có chuyện thì nói có rắm thì thả Nưu Hữu Đạo cũng không tức giận, không nhất định phải đợi đến khi xe sửa xong, hay là thế này, những chiếc xe có sẵn vẫn có thể vận chuyển được lương thực thì vận chuyển số lương thực có thể mang đi trước đi, như vậy cũng không đến mức để các tướng sĩ của Tiền Phương chịu đói. Làm vậy còn có một cái hay nữa, lương thực ít đi thì tốc độ vận chuyển cũng nhanh hơn, không đến mức vì thế mà làm chiến sự bị trễ nải, ba vị trưởng lão thấy thế nào? Sung cổ, phần lương thực còn lại thì làm sao? Để lại cho ngươi hết à? Nghiêu hữu đạo vội vàng xua tay, sao có thể thế được? Ba phái lớn của nước Yến vẫn luôn cảnh cáo mà, nếu như ta dám cắt xén thì ba phái lớn sẽ là người đầu tiên không tha cho ta. Ba vị trưởng lão cứ yên tâm, các vị cứ chuyển trước lương thực cho một thời gian đi đã, phần còn lại, sau khi chúng ta chỉnh sửa và sắp xếp xong rồi thì sẽ lập tức áp tải qua đó. Chuyện áp tải này Nam Châu chúng ta sẽ toàn quyền phụ trách, có chuyện gì thì cũng sẽ do Nam Châu chịu trách nhiệm. Tình hình thật sự là vậy, chỉ cần Nam Châu với các vị bàn giao rõ ràng, bẩm báo lên với triều đình, ba vị trưởng lão cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Hắn vừa nói vậy, cuối cùng ba người cũng bình tĩnh lại được, đây cũng có thể coi là một giải pháp. Sau khi quyết định mọi việc, ba người cũng không muốn lôi thôi với hắn nữa, không rảnh nên lập tức rời đi, đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Nhìn ba người đi rồi, trưởng môn lưu tiên tông phí trưởng lưu đến gần nghiêu hữu đạo, đạo gia, lát nữa ba phái lớn chèn ép thì sao đây? Nghiêu hữu đạo, tất nhiên là phải thành thật làm xe chở lương thực rồi, chẳng qua bây giờ phải nâng cao yêu cầu với việc chế tạo xe vận chuyển, có mất thời gian cũng phải làm cho tốt, không thể để xảy ra vấn đề như thế nữa, nếu không thì không thể nói lại với ba phái lớn. Nâng cao yêu cầu chế tạo xe vận chuyển lương thực, ba vị trưởng môn nhìn nhau, hoàn toàn cạn lời, cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của người này, nói cho cùng vẫn là không muốn giao số lương thực này đi, từ từ làm, khi nào làm xong thì không biết được, nếu như ba phái lớn gấp gáp thúc giục thì xe sẽ hỏng giữa đường tóm lại chính là đừng có mong nam châu giao số lương thực đó suôn sẻ cuối cùng ba vị trưởng môn cũng hiểu được người này đã chắc chắn nước yến không dám ép nam châu làm phản ngay lúc này nên không sợ hãi nếu như thế thì cũng kệ vậy việc ba người quan tâm không phải việc này mà là tình hình trước mắt của nam châu hạ hoa lo lắng hỏi đạo ra chúng ta kéo cẳng họ như vậy có ổn không nếu như nước yến thật sự sụp đổ sợ rằng nam châu cũng đừng mong sống tốt nghiêu hữu đạo ta làm như vậy chính là để bảo vệ mọi người đừng nghĩ nhiều ta tính cả rồi thấy hắn nói chắc nịch lại xét thấy năng lực trước đây của hắn ba người đều rộng lòng hơn nhiều đã đến nước này rồi đối mặt với tình hình thế này ba phái cũng hoàn toàn bất lực cũng chỉ có thể dựa vào hắn họ đã hoàn toàn gửi gắm sự sống chết của mình lên người hắn sau khi ba vị trưởng lão quay lại đội ngũ vận chuyển lương thực họ dần dần phát hiện tình hình càng ngày càng không hợp lý càng ngày càng phát hiện ra nhiều chiếc xe bị hỏng đợi đến khi đội ngũ rời khỏi phạm vi Nam Châu, căn bản số xe mà Nam Châu chuẩn bị đã hoàn toàn bị phá hỏng rồi, chỉ còn chiếc xe chở lương thực vạn lượng mà Tiết Khiếu mang đến từ Định Châu là vẫn chắc chắn. Tình cảnh này khiến ba vị trưởng lão tức giận, trên đường đi không ngừng mắng chửi, cầu tặc trở thành biệt danh của Ngưu Hữu Đạo. Nói cách khác, lần này số lương thực mà nước vệ đưa tới, đa phần đều để lại địa bàn Nam Châu. Chương 930, hình như số lượng không đúng lắm. Đại quân Nam Châu đến hộ tống và cả phần lớn các tu sĩ Đại Thiện Sơn đều tận mắt nhìn thấy mọi việc, tình hình xe chở lương thực không ngừng hỏng hóc trên đường khiến tu sĩ Đại Thiện Sơn nhìn thấy cũng phải ngượng ngùng. Họ từng thấy xe chở bị hỏng, nhưng chưa từng thấy tình huống bị hỏng khoa trương như thế, không có ai ngầm dở trò mới lạ. Sau khi tin tức truyền đến tông môn ở Đại Thiện Sơn, Hoàng Liệt bảo thuộc hạ mặc kệ, dù sao nếu có vấn đề gì thì ba phái lớn cũng là người đầu tiên tìm Ngưu Hữu Đạo để tính sổ. Thế cục lộn xộn như vậy, nhiều hiếu đạo lại dở mánh khóe với triều đình, với ba phái lớn, lúc này đại thiện Sơn chỉ ước được giả câm giả điếc trốn sang một góc, không muốn chọc vào ai hết. Khi triều đình nước Yến nhận được tin báo, chỉ biết số lương thực bị ngừng lại ở địa bàn Nam Châu có khoảng ngàn xe. Thương Kiến Hùng lại thừa dịp này cầm tấu trương đến gặp trưởng môn của ba phái lớn đang tạm thời tử thù trong cung, yêu cầu bọn họ giải thích. Lúc này ba phái lớn gọi Nhiêu Hữu Đạo đến chất vấn, Nhiêu Hữu Đạo lại nói lại ý tưởng của ba vị trưởng lão của nước vệ lại một lần, bên yến kinh cứng cũng không được mà mềm cũng chẳng xong cũng chỉ có thể thúc giục nghiêu hữu đạo nhanh chóng làm xong xe chở lương thực rồi đưa đi tất nhiên nghiêu hữu đạo luôn miệng đồng ý đợi đến khi yến kinh được biết chỉ có một vạn xe lương thực được đi khỏi vùng nam châu hơn bốn vạn xe lương thực không thể rời khỏi nam châu phần lớn số lương thực nước về cấp cho nước yến lại bị nam châu nuốt gọn có thể nghĩ được thương kiến hùng tức giận đến mức nào còn bảo gì mà chở lương thực qua nam châu không có vấn đề gì cái gì mà nghiêu hữu đạo không dám làm bậy yên tâm để lương thực đi qua nam châu quả nhân xấu hổ thay cho bọn họ thương kiến hùng đi qua đi lại trước mặt quần thần luôn miệng châm chọc thật sự là quá tức giận cao kiến thành cục mắt đứng chịu trận ở phía dưới trong lòng thầm nói tên kia quả thật là dám làm cũng không phải chỉ làm loạn bình thường rốt cuộc hắn muốn làm gì long hưu nhận được tin tức cũng đen mặt dịch thư ở bên cạnh cam giận bất bình nói sư phụ con đã nói rồi mà tên cướp kia lúc nào cũng tự cho là mình đúng căn bản không coi ba phái lớn chúng ta ra gì. Hắn dám làm vậy như vậy, làm gì có coi ba phái lớn chúng ta ra gì đâu. Cầm miệng, Long Hưu tức giận trách mắng. Dịch thư nghĩ đến chuyện bị bóp mông trước đây, liền khó nhịn được vừa xấu hổ vừa tức giận. Cả đời nàng ta cũng không ngờ lại bị làm nục đến như vậy. Cảnh tượng ấy quả thực là ác mộng của nàng ta, sau này làm sao nàng ta lập gia đình được nữa. Nàng ta không cam lòng nói, sư phụ, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua hắn như vậy sao? Long Hưu cả giận nói, không thì ngươi muốn thế nào. Hắn nắm trong tay hơn 10 vạn tinh binh, lúc này, một khi đã ép hắn phải làm phản, thế cục của nước Yến sẽ hoàn toàn không khống chế được, lúc đó ai vui nhất. Cứ từ từ xem đã, không phải hắn đã đồng ý sẽ áp tải lương thực đi rồi sao. Cứ để yên đã, xem xem hắn có gửi số lương thực kia đi không, chờ việc này qua rồi, xem ta xử lý hắn thế nào. Lần này Long Hưu thật sự tức giận, chính thức có ý muốn giết Nghiêu Hữu Đạo. Dịch thư âm thầm cắn răng, nếu lúc đó không chém nát tên tặc tử kia thì không được. Hai quân đối đầu nhau cách một con sông, trong đại đô Nang cách bờ sông năm dặm, một tên văn sĩ cầm thư đi vào trong lều vải. Người này tên là Văn Du, là phụ tá thân cận bên cạnh đại đô đốc La Chiếu của nước Tống. La Chiếu đang đứng suy nghĩ trước bản đồ, sau khi Văn Du đến bên cạnh tham kiến, bẩm báo, đại đô đốc, bên phía Nam Châu ở nước Yến, đã nuốt gọn phần lớn số lương thực mà nước vệ cấp cho nước Yến rồi. La Chiếu chậm rãi xoay người, kinh ngạc nói, tên Ngưu Hữu Đạo kia dám làm vậy thật à? Trước đó, Ngưu Hữu Đạo đã chủ động liên hệ với Huệ Thanh Bình với Toàn Thái Phong, nếu như lấy hết chỗ quan lương ở Nam Châu thì đáng giá bao nhiêu tiền? Phan Du gật đầu cười nói, trinh thám ở bên Nam Châu đã truyền tin tức lại, quả thật là phần lớn quân lương bị hắn giữ lại. Theo báo cáo, thủ đoạn của tên nhãi này thật sự rất nam hiểm, hắn lại dám dở trò với xe vận chuyển lượng thực, trên đường vẫn luôn phá hoại đoàn xe áp tải lương thực, phá đến mức cực kỳ thê thảm, cơ bản thì chỉ còn chiếc xe chở lương gần vạn lượng mà tiết phiếu mua từ định châu chở được một ít lương thực đi la chiếu hỏi lăng tiêu các với thiên nữ phản ứng thế nào phan du hai vị trưởng lão của hai phái đã mang đủ kim phiếu đi khen thưởng rồi chuẩn bị nhân cơ hội nàng khuyên nghiêu hữu đạo khởi binh la chiếu nhíu mày cho dù có thể khuyên bảo nghiêu hữu đạo phản nước yến thì hiện tại cũng vẫn chưa phải thời cơ nên tiếp tục để đám tu sĩ này hao mòn thêm một chút đúng lúc đó nếu như dẫn binh mã nam châu đến phá cục diện đến lúc đó nội bộ nước yến sẽ hoàn toàn mất khống chế đại quân hàn tống không thể không tận dụng thời cơ phát động tấn công nước yến nếu như không đánh sẽ không thể nào ăn nói với thế lực tu hành của hai nước đó nhưng mà có vài lời gã ta không thể nói ra lời trước văn du được chỉ có thể cau mày từ từ nói theo những gì ta thấy tên nghiêu hữu đạo kia có vẻ không phải là kiểu người ham tiền tài hắn thật sự có thể vì tiền tài mà làm ra loại chuyện này sao văn du đương nhiên là không hoàn toàn vì tiền tài đầu tiên là tình hình nội bộ của nước yến hiện nay đổi lại là người khác đứng ở vị trí của hắn, đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa, hai phái đã đồng ý với hắn, chỉ cần hắn khởi binh là đã lập được công lớn, đồng ý giao địa bàn của ba châu cho hắn, bây giờ hắn đã không được chọn lựa nữa rồi. Ánh mắt la chiếu dừng lại trên tấm bản đồ, tên này không phải là một con chuột nhát nhát gan, nội bộ nước Yến bây giờ cũng không phải là không có thực lực tiêu diệt phản loạn, còn chưa tới nông nỗi đấy, hắn có thể đưa ra lựa chọn như vậy sao? Phan Du, Đại Đô Đốc đang lo lắng vì hắn sao? La Chiến nhìn chằm chằm vào bản đồ, có vẻ như đang tự lẩm bẩm. theo như ta được biết, hắn cơ bản không nhúng tay vào các vấn đề quân sự của Nam Châu, hiển nhiên sẽ không thông thạo về lĩnh vực này. Cho nên ta không phải đang lo lắng hắn ta, một khi lên chiến trường, đại quân rong rồi tán loạn, thiên quân vạn mã va chạm đối đầu, đụng trái kéo phải, chút thực lực và thủ đoạn kia của hắn chẳng có tác dụng gì, ta đang lo lắng người khác. Ánh mắt văn du chợt lóe lên, buột miệng nói ra, mông sơn minh à. La Chiếu hơi hơi gật đầu, mông sơn minh cả một đời là danh tướng đó không phải chỉ là hư danh không thể khinh thường năm đó ta giao đấu với anh dương vũ liệt vệ mông sơn minh đã bị thương tật mà về ở ẩn nếu là ông tự mình chỉ huy ta không dám chắc chắn bản thân mình còn có thể toàn vẹn quay về không mấy năm mà ta vừa mới tòng quân đó ta còn nhớ ông ấy vẫn còn làm việc ông ấy ép tới mức nước tống gần như không thể thở nổi chỉ cần nhắc tới tên của ông ấy tướng lĩnh trong quân đều phải khiếp sợ lúc trước giành được nam châu chiến đấu định châu mọi người nhìn thấy tài năng của vị lão sư này, người này có thể chống được cả trăm vạn hùng binh. Bảo đao chưa già, ông ấy thật sự có thể ngồi xem nước yến tan hoang như vậy mà bỏ mặc sao. Văn Du cười nói, ông ta đã già rồi, đại đô đốc lại đang đúng thời điểm oai hùng mạnh mẽ, giống như sông dài biển rộng ngoài kia, sóng sau sô so sóng trước, một thế hệ người mới thay thế người thời cũ là lẽ thường muôn đời nay, đại đô đốc là tướng quân thường thắng, ta lại thấy ngài đang ha thấp uy phong của bản thân mình, nâng trí khí của người khác lên, những lời này đã khơi dậy được hùng tâm tráng trí của La Chiếu, nhất thời trong lòng hăng hái phấn chấn lên, gật đầu nói Yến Sơn Minh, tề vô hận. Ta đã nghe danh của hai vị này lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội giao đấu, nếu thực sự có thể chiến một trận với hai người này, thật sự không uổng đời này. chương 931, đầu của ta chỉ đáng 500 vạn thôi sao? Văn Du vuốt sâu cười nói, mông Sơn Minh chỉ biết ra xa trường, không tinh thông chuyện chiều đường, nay thân thể tàn tật, tuổi tác đã cao, không thể xoay chuyển trời đất. Hồ Diên vô hận lăn lộn chiều đường quá lâu, lo ngại quá nhiều, đã mất đi nhuệ khí, đã định trước sẽ chết theo nước tề. Hai người này đã không còn đáng lo nữa, nếu như gặp Đô Đốc, có thể thêm hai nét bút huy hoàng vào chiến tích của Đại Đô Đốc, anh hùng cũng phải nhìn thời thế. Ha ha, la chiếu cười, khoát khoát tay áo, ánh mắt lại nhìn vào bản đồ, với lại người xem xem bên Nam Châu kia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, chú ý sát sao tình huống bên đó, hơn nữa phải để ý cả thương chiêu tông và mông sơn minh nếu như nam châu thực sự khởi bị phản yến nếu hai người này thật sự kết hợp với nhau ắt sẽ có trá bởi vì hai người này tuyệt đối sẽ không phản yến ngón tay gã ta đập thật mạnh vào nam châu trên bản đồ văn du hiểu ý của la chiếu rồi nếu như nam châu tạo phản thương chiêu tông và mông sơn minh không kết hợp với nhau thì sẽ là thật nếu như hai người kết hợp với nhau thì sẽ là giả gật đầu tán thành nói cho dù ông ta có biến hóa thế nào chăng nữa chỉ cần theo dõi chặt hai người này là được. Đại đô đốc anh Minh, ta đi sắp xếp chuyện này. Lão ra, sử tân mậu dẫn nhân mã Phục Châu đánh một trận với phản quân Thương Châu rồi lui, bại rồi. bắc Châu có mưa, trong phủ thứ sử, Thiệu Đăng Vân đứng ở dưới mái hiên nhìn mưa rơi tí tách, quản gia dương song bước nhanh trên hành lang uốn khúc, than thở bẩm báo một tiếng. Hai gò má của Thiệu Đăng Vân có hơi run rẩy, cuối cùng phát ra từng tiếng cười lạnh, bại rồi, đó mà là bại cái gì, rõ ràng là muốn giữ lại sức lực, Người hy vọng hắn đi đến liều mạng với phản quân Thương Châu trước, hắn hy vọng ngươi đi liều mạng với phản quân Thương Châu trước, làm sao mà thất bại được, thất bại mới là. Dương song thở dài, cũng là chuyện thường thôi, năm đó thanh tẩy một trận, triều đình bất nghĩa trước, bao nhiêu huynh đệ ôm hận mà chết đi. Mọi người tức giận tự bảo vệ mình, cơn tức đó đến bây giờ vẫn còn, ai sẽ vì triều đình như vậy mà liều đến mức trọng thương mất mạc, bọn họ muốn trả lại công bằng cho huynh đệ của mình, sẽ không dễ dàng để huynh đệ của mình ra ngựa bọc thây, đã chết cũng là chết một cách lãng phí, ai cũng biết triều đình sẽ không hiểu cho bọn họ. Không hiểu vì sao mà chết trận, không hề có ý chí chiến đấu, sao lại chấp nhận đi chiến trận chứ? Lòng người tan dã rồi, thiệu đăng vân ngửa mặt lên trời, nhắm mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, nói gì đến người khác, bản thân mình có thể làm tốt đến đâu chứ? Ông ta cúi đầu hỏi, bên phía Nam Châu vẫn chưa có động tính gì sao? Trên mặt dương song lộ ra vẻ kỳ lại, có chút động tính. Ồ! Thiệu Đăng Vân có vẻ có chút tinh thần hơn rồi, thế nào? Dương Song nói, nước vệ cho nước Yến mượn lương thực, phần lớn đã bị Nam Châu chặn lại rồi, theo như tin báo là xe lương thực bị động tay động chân, tình cảnh lúc này rất khó chịu. Dương Song kể ra tình huống xe lương thực đi một đường thì bị phá cả một đường. Thiệu Đăng Vân Á khẩu không nói được lời nào, còn tưởng rằng Nam Châu muốn xuất binh bình định, không nghĩ tới bọn họ chẳng những không xuất binh, ngược lại còn lôi kéo chân triều đình lại. Lão đệ, đệ đệ, mao lư sơn trang có khách quý đến toàn thái phong và huệ thanh bình lại đến đây lần này nhìn thấy ngư hữu đạo thật sự là nụ cười đầy mặt hô lên nhiệt tình không nghĩ huynh trưởng và đại tỷ lại đến nhanh như vậy lần này nhất định phải để các người nếm thử rượu và đồ ăn ở mao lư sơn trang một lần khẳng định chuyến đi này của hai người sẽ không tồi ngư hữu đạo cũng nhiệt tình cười nói đưa tay ra mời ây toàn thái phong tóm lấy cánh tay của Ngưu hữu đạo kéo hắn đi về phía trong sơn trang huynh đệ một nhà không cần khách khí, rót một chén trà là đủ rồi. Đúng vậy, nếu như quá khách khí, ngược lại sẽ giống như người ngoài, ta mất hứng đấy. Huệ Thanh Bình cười nói, đi theo. Như hữu đạo phỏng đoán bọn họ đến đây là để tặng tiền cho hắn, còn muốn để hai người nếm thử mỹ vị đặc sắc của Mao Lư Sơn Trang một lần, tiếp đãi tử tế một phen, không nghĩ tới hai người lại không có lộc ăn, thế nhưng bọn họ cự tuyệt rồi. Thôi vậy, nếu đối phương thấy không muốn, hắn cũng lời khiến đám hòa thượng Nam Sơn từ kia phiền toái. Trong đình nghỉ chân dùng để chiêu đãi khách, khách ngồi xuống rồi, đương nhiên phải dâng nước trà lên, phần lớn thời gian là dùng để bày biện. Huynh đệ kết nghĩa thì thế nào chứ, cũng không dám tùy tiện uống bừa, kiểm tra tại chỗ thì lại không hay, dứt khoát không cử động. Toàn Thái Phong vừa mới ngồi xuống liền chỉ vào Ngưu Hữu Đạo khen ngợi, ta nghe nói cả rồi, lần này lão đệ làm đẹp lắm. Ngưu Hữu Đạo cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lần thứ ba bọn họ gặp nhau rồi, quanh co lòng vòng không có ý nghĩa gì, ta đương nhiên ghi tạc lời dặn dò của huynh trưởng và đại tỷ vào trong lòng, cũng mong hai người ghi nhớ chuyện của tiểu đệ. Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình nhìn nhau, sau đó sờ sờ trong tay áo một lúc, lấy ra năm tờ ngân phiếu của ngân hàng thiên hạ ra, đẩy ra trước mặt Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo cũng không kiêng kỵ gì, lấy lên tay rồi xem, một một tấm là 100 vạn kim tệ, tổng cộng là 500 vạn. Quản Phương Nghi ngồi bên cạnh phe phẩy quạt tròn liếc sang, hai mắt đã sáng rực lên rồi, trong lòng cũng nở đầy hoa, phát hiện người này kiếm tiền dễ như chơi vậy, hơi một tí là có người chủ động tới tận cửa để tặng tiền, số lương còn lớn đến kinh người, nếu thật sự có thể lần nào cũng như vậy, về sau hắn có làm hỏng chuyện gì mình không qua hỏi cũng được. Ai ngờ như hữu đạo chẳng những không vui vẻ, ngược lại sắc mặt còn trầm đi, hai vị, hình như số lượng không đúng lắm nhỉ. Dáng vẻ như là nói chờ mặt sẽ chờ mặt thật, toàn thái phong nhẹ nhàng vỗ lên mặt bàn, lão đệ, 500 vạn đã là không ít rồi. Nghiêu hiểu đạo, ta nhớ rõ ta nói là một ngàn vạn mà nhỉ. Toàn Thái Phong cười khổ nói, chúng ta cũng đâu có đồng ý trả một ngàn vạn đâu. Sự thật là bên này ra giá một ngàn vạn, đối phương chỉ đồng ý đưa 500 vạn, có kè mặc cả không chấm dứt, cuối cùng bên kia lười dài dòng với hắn, bảo hắn chứng minh trước rồi bàn tiếp, vẫn chưa đồng ý trả một ngàn vạn. Ai ngờ nghiêu Hữu đạo rất hào sảng, quả nhiên cắt đứt xe lương thực kia trước, thật đúng là đã làm hết mọi chuyện trước rồi. Bên kia vừa nhìn thấy đã thấy thật sự có triển vọng, nhất thời lên tinh thần đến đây. Nếu là trước kia, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến hướng này, cũng không cho rằng làm như vậy có thể lừa được tiền, nhưng mà sau khi đi đến thang kinh thành, gặp mặt bàn bạc với Cao Kiến Thành một phen, tư duy và suy nghĩ lại thay đổi, hắn biết được môn phái tu hành ở nước Hàn và nước Tống đang cũng ba nước phía Tây dày vào nhau rất khổ, cái giá phải trả là rất lớn, ước gì nhanh chóng chấm dứt tháng ngày dày vò này, bởi vậy mới dám ra giá để giao dịch. như hiểu đạo, ta lấy cái đầu ra để làm chuyện này, cái đầu này của ta chỉ đáng giá 500 vạn thôi sao? Huệ Thanh Bình cười nói, tiểu đệ nói như vậy là hơi quá lời rồi, tình huống hiện nay, bên phía nước Yến này cũng không dễ dàng động vào ngươi. Hơn nữa, để cắt đứt thị trường lương thực bên đó cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Hay, cũng đâu thể nói như vậy được, như hữu đạo ra vẻ không thể chấp nhận được, thị trường cũng phải xem nên đặt ở chỗ nào, nước Yến hiện nay, trên thành phố đã không thể mua được chút lương thực gì rồi, lương thực chinh chiến của triều đình cũng chẳng khác gì cướp, nếu như ai có thể cung cấp được phần lương thực này, triều đình nước Yến chắc chắn sẽ chịu trả giá một ngàn vạn kim tệ. Huệ Thanh Bình cười nhẹ, chúng ta không cần lương thực, chúng thuộc về đệ hết. Một khi chiến sự nổ ra, tiền tiêu như nước chảy, trên tay chúng ta cũng không dư giả, 500 vạn này là cả hai nhà chúng ta đều phải gom góp mới có. chương 932, như Hữu Đạo muốn làm gì? như Hữu Đạo lắc đầu nói, nếu như đại tỷ nhất định muốn tính toán như thế, ta đây cũng không còn cách nào, tiền ở trên tay các người, ta cũng không thể cướp. Toàn Thái Phong xua xua tay, có địa bàn rồi còn sợ không có tiền sao. Chỉ cần lão đệ khởi binh, địa bàn Ba Châu vẫn tính như cũ, thế nào hả? Lão đệ, đừng trách ta không nhắc nhở đệ, thế cục hiện nay sờ sờ ra đấy, bây giờ chúng ta vẫn còn bàn luận, đợi đến lúc mọi chuyện định xong thì đã muộn rồi, qua thôn này rồi sẽ không còn nhà nghỉ nào đâu. Như Hữu đạo trầm ngâm một lúc rồi từ từ nói, không phải ta muốn làm người không có chính kiến, chuyện lương thực ta còn có cớ thoái thác được, một khi tình huống không ổn cùng lắm thì ta lấy tiền của các người rồi sẽ trả lại lương thực cho triều đình vừa nói xong lời này sắc mặt hai người thay đổi theo bản năng nhìn xuống ngân phiếu ngân hàng trong tay hắn lúc này toàn thái phong nghiêm khắc cảnh cáo noi lão đệ ta khuyên đệ một câu nếu như đệ thực sự làm như vậy một khi nước yến bị phá rồi đệ sẽ không còn đường lui đâu hai người chúng ta cũng không thể bảo vệ được đệ tốt nhất đệ vẫn nên nhìn tình huống mà quyết định đi dám nhận tiền trước cũng có nghĩa là phải chắc chắn nắm được kết quả cuối cùng của chiến sự. Đương nhiên, không đưa cũng không được, nếu như không đưa, người ta tin ngươi mới lạ, không có gì để bàn nữa, đây cũng là cái giá để hắn phiêu lưu mạo hiểm. Như hiểu đạo, cho nên ta mới nói một khi, nhớ đâu các người thất bại hoặc là lui binh rồi, chuyện Nam Châu tạo phản cũng là thật rồi, nước Yến có thể buông tha Nam Châu mới là lạ. Hai người ngàn vạn lần đừng nói đến lúc đó nước Hàn và Tống có thể không tiếc bất cứ giá nào mà cứu Nam Châu của ta, nói như vậy các người tin được sao? muốn ta khởi binh tạo phản cũng được, nhưng có điều kiện. nếu như các người làm được, ta sẽ không nói hai lời, lập tức khởi binh. không sợ đưa ra điều kiện, chỉ sợ không nói gì. tinh thần hai người toàn huệ chấn động, toàn thái phong lập tức truy hỏi điều kiện tiên quyết cái gì. như hữu đạo, hai bên cùng tập kết trọng binh ở biên cảnh, dùng rằng lâu như thế vẫn lề mề không chịu khai chiến, tức là sao? hỏi cái gì thế không biết? Toàn Thái Phong vẫn trả lời, khai chiến toàn diện là việc có liên quan đến vận mệnh quốc gia, tất nhiên không chắc chắn thì sẽ không đánh, đợi đến khi nội bộ nước Yến gặp tai họa đến một mức nhất định, lúc đó sẽ thừa cơ tấn công. Thế cục rất rõ ràng, trước đây nhiều hiếu đạo cũng cho là vậy, sau khi gặp Cao Kiến Thành hắn mới biết cản bản không có chuyện này, một đám người nắm quyền thế tục đang lợi dụng tình hình chung để tạo thế, đùa giỡn một đám tu sĩ như khỉ, nói trắng ra là chúng đang tranh đoạt quyền lên tiếng với tu sĩ, Tu sĩ đối đầu không thắng thì chỉ có thể xuống đất nằm thôi. Đương nhiên, hắn cũng kỳ cóp cho cọc ăn trong thế cục rối loạn, sẽ không chọc vào, huynh trưởng đã nói đúng điểm mấu chốt rồi, chúng ta sẽ đợi đến khi nội bộ nước Yến gặp tai họa đến một mức nhất định, nhưng theo đệ biết, nội bộ nước Yến không phải hoàn toàn không có thực lực bình định. Huệ Thanh bình nhíu mày, đệ đệ, rốt cuộc đệ muốn nói gì thế? Nghiêu hiểu Đạo, đệ không muốn làm người ba phải, nhưng đến nước này rồi thì cũng không cần phải nói những người giả dối kia nữa đệ không thể lấy tính mạng của nhiều người ở nam châu như vậy ra làm tiền đặt cược được đệ nhất định phải thấy được một lợi ích nào đó cho manh mối của mình thì đệ mới khởi binh nếu không đệ cũng rất khó thuyết phục được thuộc hạ dù sao thì việc này cũng liên quan đến lợi ích của mọi người ở nam châu còn có một đại thiện sơn vẫn luôn chăm chăm nhắm vào chúng đệ huynh trưởng đại tỷ phản quân ở nội bộ nước yến vẫn chưa làm loạn đủ đệ hy vọng hai người có thể ép tiềm lực phản kích của nội bộ nước yến phải xuất hiện lúc đó đệ mới có thể xuất binh hai người toàn Huệ nhìn nhau, toàn thái phong hỏi, để có ý gì? Phải ép thế nào, như hữu đạo, bảo phản quân ứng phó hết sức, chiếm lĩnh thêm hai châu nữa, để cho nước Yến không thể không ứng phó toàn lực. Như vậy với chúng ta cũng có hai chỗ tốt. Thứ nhất, để có thể quan sát suốt cuộc tiềm lực của nước Yến lớn đến mức nào, Nam Châu của đệ có thể xuất binh hay không, việc này cũng ảnh hưởng đến chuyện đệ có thể thuyết phục được Đại Thiện Sơn hay không. Thứ hai, phản quân kiếm hãm lại lực lượng tuyệt đối của nội bộ nước Yến, tiện cho đại quân Nam Châu của đệ xông thẳng lên chỉ khi làm được chuyện này đệ mới dám khởi binh nếu không đệ không thể đánh cược với chuyện này được hai người đều đâm chiêu một lát không thể không thừa nhận đứng trên lập trường của đối phương thì chuyện này hắn suy nghĩ rất chu đáo toàn thái phong lão đệ bên nước yến thì còn tiềm lực gì nữa binh lực của các chư hầu đều đã rõ rành rành rồi đệ nhạy cảm quá nghiêu hữu đạo để thấy các chư hầu chưa chắc đã không có thực lực để tiêu diệt phản quân chẳng qua là họ không đồng tâm hiệp lực thôi cho nên không phải là đệ nhạy cảm, mà đệ muốn chắc chắn. Huynh trưởng, đại tỷ, chỉ cần làm được điều kiện này, đệ sẽ xuất hiện ngay, ngoài ra không cần nói nhiều. Đã nói đến nước này, quả thật cũng không cần phải nói thêm cái gì nữa, vậy nên sự việc này cũng được quyết định như thế, mọi chuyện đều phải đặt hướng phát triển của thế cục lên đầu. Trên thực tế, đây cũng là biện pháp ổn thỏa nhất, thế cục ở đâu có lợi thì phải hướng sang bên đó mới là lẽ thường, nếu không, liên quan đến việc lớn như vậy, hứa xuông thôi chẳng có tác dụng gì, vẫn phải nhìn thấy được lợi ích đã. Trước khi hai người rời đi, như Hiếu Đạo lại nhắc lại chuyện cũ, một ngàn vạn đã nói từ trước, lại chỉ đưa để có 500 vạn, hai người làm việc chưa chắc đã đến nơi đến chốn. Toàn Thái Phong giờ khóc giờ cười, Huệ Thanh Bình cũng thở dài, tỉ nói này đệ đệ, chúng ta cũng không thể nghe đệ hết giá trên trời cũng phải đưa hết chứ. Đây cũng không phải làm tiền của chúng ta, chúng ta không được làm chủ, 500 vạn đã là rất nhiều rồi, rất nhiều tu sĩ cả đời cũng không được thấy nhiều tiền như vậy, đệ phải biết thỏa mãn chứ. Đệ đã lấy được tiền rồi, lại lấy được mấy vạn xe lương thực nữa, còn chỗ nào không hài lòng. Làm người không thể tham lam quá được, được rồi, được rồi, xem vẻ mặt không vui vẻ của đệ này, không cần đệ tiến nữa. Toàn thái phong nâng tay chặn lại, không để như hữu đạo tiến bọn họ. Quản phương nghi chủ động tiến khách thay hắn, tiến hai người ra khỏi sơn trang. Đến khi quay lại trong sơn trang, Bà ta phát hiện nghiêu hữu đạo đang đứng trên gác cao, hắn chống kiếm nhìn về phía bầu trời, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Bà ta cũng đi lên trên gác lầu, nhìn thấy bóng lưng đứng một mình trong gió của hắn, vạt áo dài lay động theo gió. Chuyện trước mắt, chuyện vừa rồi, mặc dù bà ta vẫn luôn ở bên cạnh nghiêu hữu đạo, nhưng càng ngày càng không hiểu nổi, cảm giác dường như nghiêu hữu đạo có gì đó không giống với trước kia. Trước đây, bà ta còn có thể đoán được việc nghiêu hữu đạo làm, hiện tại tận mắt nhìn thấy hai bên nói chuyện xong xuôi rõ ràng rồi bà ta vẫn không thể nghĩ ra nghiêu hữu đạo muốn làm gì các nước vừa bắt đầu phân tranh đấu sức khí thế long trời lở đất không biết bao nhiêu người phải tan cửa nát nhà không biết bao nhiêu tu sĩ phải lo âu thấp thỏm chỉ sợ bị khí thế này nhìn tan xương nát thịt nhưng người ở trước mặt bà ta dường như lại điều khiển một con thuyền nhỏ chờ một đám người trong thế cục đáng sợ sánh vai cùng những chiến thuyền trong sóng lớn anh dũng chen lên biến khó mà tiến tiếng đàn bi thương vang vọng trong sơn trang không hiểu sao bóng lưng trước mắt lại khiến bà ta có cảm giác bi tráng không biết từ đâu tới dường như hắn biết bà ta đến đây đợi đến khi bà ta đến gần thì hỏi trang hồng lại đánh đàn sao quản phương nghi chắc vậy